cái gì không? Cái bài của ta là bài sầu tím tiệp hồng, ra hát mà duyên phận là sao? Lý sao hát vô nhạc thôi chứ. Kệ đi, nó sáng tạo mà. Trời ơi, sáng tạo. Cái vụ mà làm bánh sinh nhật đâu? Bánh gì? Kem đâu? Bánh kem đâu? Bánh kem anh biết thấy đâu đâu? Đưa cho rõ ràng. À, bánh kem. Trời ơi. Kem ta mảnh dấu à. Ai biết dấu gì? Quý yêu không à, bánh kem của ta cũng dấu nữa. Dễ thương ha. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp không? Ai mua bánh kem đẹp quá vậy? Cái gì mà đùm bé ngoại vậy bay? Nhớ mùa chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biển bao nhiêu nồng thân. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Chào chị em bạn hiền. Dạ, chào chị. Làm gì âm sùm vậy mấy cưng? Dạ không có, tụi em nói chuyện chơi với nhau chút xíu à. Lệ Trinh Trinh. Dạ. Lệ Tân Tân. Dạ. Sinh nhật dạ. Xinh nhéo con nào? Em thề với chị là không có sinh nhật ai hết. Dạ. Hai liền, sinh nhật con nào nắm đầu ra đây cho chị. Con này, con này nè. Sinh nhật của chị vậy mà bấy lâu nay chị quên mất. Chị tạ ơn mấy tỷ muội. Ăn bánh kem thôi. Ăn bánh kem. Ngon lành như đầu ăn. Người ta đang giả bộ, người ta giấu rồi. Mà chị ra chị chửi quá, chửi hết vui thôi nè chị. Ủa ý là sinh nhật mình phải bất ngờ á hả? Chứ gì nữa. Không sao, làm lại. Chị giả bộ chị xóa sạch trí nhớ không nhớ vậy trơn hết trời hết trơn á. Chị vô nha, chị bước vô giả bộ chị không nhớ sinh nhật chị luôn, không nhớ mấy đứa tổ chức sinh nhật chị luôn á. Chị bước ra, giả bộ chị dắp té một cái. Cái em đỡ chị lên, em nói lời tha thiết. Chị ngã em nâng. Chị vừa quay vô đây cưng nói với chị một câu tha thiết. Happy birthday. Còn mấy đứa kia nó không làm gì? Vỗ tay. Đó. Nhớ kịch bản chưa? Dạ. Rồi. Chị vô làm lại. Chị không nhớ chị trơn trời á. Vô. Mọi người ơi, đang làm cái gì vậy mọi người? Trời ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu làm gì đâu không à. Đi đâu làm gì hả? Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho chị hả? Mấy đứa ơi. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Rồi, mấy đứa. Dạ. Làm gì nữa nè? Ước đi. Ước đi chị, vui. Cuộc đời chỉ khổ lắm. Ủa đang vui buồn nghe chị bảy. Buồn chứ em. Chị sanh ra như vậy chị buồn lắm. Hiểu mà. Chị mới bỏ nhà chị đi. Trời ơi. Chị làm đủ thứ công chuyện hết. Chị gom góp một số tiền mở ra cái gánh hát này cho tụi em có nghề sinh sống. Dạ cảm ơn. Có phải dễ dàng kiếm tiền đâu phải không mấy đứa? Đáng buồn không? Dạ. Không nghe ăn vậy trời. Trời ơi, vui lên sinh nhật mà. Kể nghe chị nghe. Trời ơi. Dạ, vui. Hát bánh kem hiểu không? Chị nhớ lắm cưng. Hồi đó ai cũng có một lần tổ chức sinh nhật trong đời mình mà. Dạ. Ai cũng có sinh nhật trong đời mình hết trơn hết trọi đó. Biết sao không? Kiểu như làm. Chị nhớ bánh kem của màu mè này nè. Lúc mình còn nhỏ đó cưng. Là thôi nói. Là má chị là tổ chức nhiệt cho chị luôn. Ba má thương chị lắm mày ơi. Đó, thương thiệt có mặt chị, này chị. Chị đánh em được không chị? Đánh chị đánh chị mới nhớ chuyện chị kể được hiểu không? Má chị làm sinh nhật cho chị. Thôi nôi một tuổi đàng hoàng bộ. Thiệt. Đau tay thiệt. Rồi. Bánh kem mì chan gì luôn. Nhớ lúc thôi nôi mà kiểu như là con nít mà còn nhỏ. Cái ba má mình dọn cái mâm ra, đổ đủ thứ lên trển hết. Bóc chúng cái gì làm ngày đó nhớ không? Nhớ bóc chị. Bóc gì? Chị bóc gì? Cây lược. Trời ơi. Bóc cây lược là đại diện cho nhan sắc sắc đẹp đúng không? Đúng rồi. Hèn gì giờ đẹp quá trời này, chị đẹp như Hằng Nga vậy đó. Trời. Bảy nhìn mặt bả như thỏ ngọc kìa. Không dám đâu, em thấy chị giống chú Cụi hơn. Nó nghe nè, bây giờ á, hồi đó bóc cây lược xong ba chị tức cái bộ. Nói đàn ông con trai bóc cây lược nữa điệu đại đàn bà rồi sao. Ông tức, ông ra đường ông kiếm cục đất sát bữa chán nè. Ông nhét vô tay chị. Ý là đàn ông con trai phải rắn rỏi mạnh mẽ như cục đất gì đúng không? Cái chị cũng ôm cục đất sát vô người. Cái chị nặng búp bê chị bồng.
Trời ơi, công việc chị khéo dễ sợ luôn nha. Không sao, à, chuyện đời của chị. Chị kể rất là lạc quan, mới đầu quen mấy chục năm rồi, quên rồi. Dạ. Bây giờ chị có chị có điều ước gì, chị có điều ước gì? Giờ chị ước hả? Trước mong sao mà mẹ chị đó. Giờ chắc mẹ chị cũng yếu rồi. Mong sao mẹ chị đừng lo gì chị hết trơn hết trọi đó. Coi chị những người bình thường ngoài đời đi. Sống yên vui tuổi già được rồi, hiểu không? Ăn bánh kem. Dạ. Bánh kem. Dao đầu cá. Dao bé này. Công sức của em á, hùng đừng cắt vô mua tặng chị nha. Trời. Mày chém tao hả? Đâu có, trong đồ mình nghèo quá, có cây dao mình xài thì tập quá mà chị. Đúng rồi, cây dao này ngày nào cũng gọt trái cây chị ạ. Không, chị bình tĩnh, đoàn mình có cây dao xài mọi chức năng. Cây này bữa em vũa móng đó chị. Trời, vũa móng còn đỡ, chị lấy cậu râu đó cưng. Sao cắt cắt nha. Dạ. Hồi hộp quá. Dạ. Cắt đi. Hả? Cắt đi. Mạnh mẽ lên. Tao cắt cổ tao à. Tì ghê vậy đó trời. Chị cắt. Chị diễn á, chị diễn á mấy cưng. Hết hồn à. Đồ mới làm hết hồn mà. Ghê. Bánh kem đi, nó bụng quá à. Bây sao dẫn mặt với chị quá à. Cái bánh kem nha. Dạ. Dạ. Mời hợp. Trời ơi. Ý. Chè bánh lọt nè. Quà của chị hả? Dạ dạ. Không sao. Có chè ngọt ngào như tình chị em là vui rồi. Dạ. Lòng nhiều. Ừ. Mỗi đứa cầm bịch ăn chơi chung sinh nhật chị nha. Dạ, cảm ơn dạ. Chị nè, cho con bịch lệ chinh chinh. Lệ vé nè. Cảm ơn chị. Lệ nước. Lệ tân tân. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa này thiệt á. Thôi chung vui chị nghe. Để tao ăn cái gì bay? Để tao ăn cái gì? Có bốn bịch tao ăn cái gì bay? Em phụ chị. Đường đường thương đau đầy ải nhân gian. Cưng bấm nhạc. Đừng bắt chị theo tông cưng, cưng phải theo tông chị. Đường đau thương đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời ra nước mắt dừa nhiêu đó thôi được rồi mấy cưng à. Thôi biết sao đâu mình đế nữa chị. Thôi nói chung bữa nay sinh nhật cho tôi tổ chức vậy là vui rồi. Dạ. Nãy giờ hửi ngang hửi khó vui rồi. Dạ. Thôi chuẩn bị khán giả vô mình làm nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Tụi bay khách vô khách đập nát tụi này cho tao. Bảo vệ bảo vệ chị. Tao tới đây kiếm bầu đoàn. Bầu đoàn đâu? Má chạy. Cái gì vậy? Nhổ tóc mai chị, nhổ tóc mai chị. Nhổ tóc mai chị. Thôi, thôi. Anh ơi xui quá, chị chết rồi. Hay là ngày mai anh rảnh á, anh quay lại anh kiếm chị được không? Bây giờ tan gia tụi em đang bối rối nha anh. Chị. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ sao? Bà không. Có trả tiền cho tôi không? Hồi nãy em cũng chết nhưng mà em chết lâm sàng anh à. Lâm sàng hả? Bây giờ tôi cho bà lâm trận luôn nè. Bây giờ bà có trả tiền cho tôi không? Anh ơi, không ấy về anh nhắn chị Hai Lụa đó. Để tối nay tụi em mở gian hàng ra bán vé cho khán giả. Rồi mai em gom tiệm trả chị Hai Lụa đứng đầu tội nghiệp tụi em. Dạ, dạ. Đúng bà giỡn mặt cho tôi hả? Có trả không? Không trả tao đập đoan. Nè, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Đoàn tụi tôi không muốn đập là đập nha. Muốn cái gì nói chuyện với chị em tụi tôi đàng hoàng, không có đập. Mày thích nói chuyện. Dạ dạ. Dạ dạ em xin mấy chị. Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền lận? 120.000 lận. Sao vậy mấy đứa? Nhiều quá em sốc chị. Cái gì? Bà thử 120. Bà Hai Lụa bà trả tôi 1.200.000 đã qua đòi bà. Chị, cái này là tiền của em 1.200.000. Giờ mấy em trích ra 120 em cho chị. Ủa? Cái gì vậy? Ủa chi gì em? Dạ đặng chị trả lại cho em để em có cái em nói chuyện với chị Hai Lụa.
chứ để em bị đánh hai đầu cũng cực quá chị. Ờ, nhớ tao trả cho mày nè. Dạ. À, khoan đã, ai đó lấy điện thoại chụp lại giùm làm bằng chứng giùm. Ờ, đây đây đây. Ủa, làm bằng chứng hả? Dạ. Làm bằng chứng phải lên sân khấu cho nó hoành tráng. Lên sân khấu cho nó hoành tráng. Dạ dạ dạ. Tao kiểu nha, tao kiểu nè. Từ từ đợi nhỏ em. Rồi lên 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 lên. Đến lẹ lẹ con lẹ cưng. Con lẹ cưng cưng này. Đến 2 3 đến 2 3 nè. 2 3. À 2 3 cái nữa nè. Đổi 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 2 3. Rồi 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 được rồi được nè. Rồi, về đi. Ráng lấy tiền này lo cho gia đình mình hiểu không? Dạ. Dạ. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ thấy mình về. Về cẩn thận nha anh ấy ơi. Dạ dạ em cảm ơn. Thấy chị cực khổ chưa mấy đứa? Có 120 ngàn mà đánh lộn đánh lào đâu phải dễ dãi dễ dàng sung sướng gì mấy đứa. Thái độ gì vậy? Thái độ gì khi dễ hả? Ủa có 120 ngàn khi dễ cái gì? Chị... ai mà thiếu nợ chị đó. Tôi nói có tụi mình nó nghèo khổ rồi chị sân si làm chi, chị đánh quần đánh áo của bà hai lụa mai đồ chi cho thiếu 120 ngàn, nó qua nó đòi cho mang nhục vậy. Ờ tao sân si, tao sợ đòn mình không bằng đoàn chị em. Tao mới bấm bụng, tao lấy tiền tao mua 2 sấp vải ha. Tao mua cho mỗi đứa 2 sấp vải, mai thành 2 bộ bà ba. Tiền công có bộ 60 ngàn là 120 ngàn đó mấy đứa. Chị sân si quá mà, chị tội lỗi quá mà. Ủa, tại không phải. Tại em chứ tại ai? Không, không. Tụi em có cho chị nói không? Con lễ trên trên, có bao giờ tao vừa lòng mày không? Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Thiện tai đó. Tại sao? Tao ốm thì chơi tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm BD thì nó lộ. Hết lộ nó mình gồng. Lấy chồng thì nói mình mê trai. Không có ai nói mình ế. Lên chùa nói mình đạo đức giả. Về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết. Chưa hết đâu. Đi xa nói mình trốn nợ. Ru rú trong nhà nói mình ích kỷ giống chơi với ai. Đăng hình lên mạng được mấy triệu like nói mình hát. Còn đăng được mấy chục like nói mình xấu như cuốn xong mới thèm like. Đó. Rồi mình làm sai đó, nó nhớ kỹ lắm. Mình làm đúng nó không quan tâm. Đó. Rồi sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già. Mình phấn đấu làm đẹp á nó mình lố lăng. Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao khắc lên mặt mày mày vẫn đời gian ác. Chị, em nói chị nghe nè. Không có. Tại vì chị không nói tụi em biết thôi. Chứ nếu mà tụi em biết chị mai đồ cho tụi em thì tụi em hùng tiền với chị. Dạ em. Lại phụ nữa hả? Lại dạ. Phụ nữa hả? Dạ. Thôi đi. Nay sinh nhật vậy tôi cũng vui lòng rồi. Nãy giờ la cho biết cho hiểu tôi vậy thôi. Dạ. Cầm bồ ba vô để dành bữa khác mặt. Dạ. Hai đồ dọn hàng ra đón khán giả vô mấy đứa. Dạ dạ dạ. Đúng rồi đúng rồi, đúng rồi tới giờ. Thôi chuẩn bị. Xách vô luôn kìa. Xách vô luôn. Rồi tới giờ chuẩn bị. Giờ bán rồi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Quay cho em chị ơi, quay cho em chị ơi. Số gì ra, có số rồi nha, có số rồi nha. Tình yêu như món quà, chỉ có nhau đi quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau. Thế mai đã đang kề cận ta lúc đó. Con số 6 à, con số 6 nha, 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 nha. Bà con, mình sẽ cùng nhau chào đón một giọng ca lẫy lừng, nữ danh ca của bà. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ai kinh chưa? Ba nè. Ai kinh chưa? Ai kinh chưa? Ai kinh chưa? À, có người chưa? Mấy đứa, chiều cổ đến rồi. Có người kinh rồi. Có người kinh rồi nha. Có người kinh rồi. Mời cô lên đây nhận thưởng cho con. Dạ. Rồi rồi, đường sữa quạt cũng chẳng ai chọn nha cô nha. Rồi 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 nè, cô cho kiểm tra kinh đi cây cô. Dạ. Lê Minh Dự. Ai tên Lê Minh Dự? Ra cô gặp kìa. Ai tên Lê Minh Dự ra gặp cô kìa. Có không? Không có hả? Vậy em xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi anh chị. Bữa nay chương trình của đoàn tụi em kết thúc sớm nha. Mai quay lại tụi em bù cho quà nhiều hơn nha. Rồi giải tán. Giải tán mấy đứa.
không được giải tán. Bà con cứ ngồi lại đây đi, để nghe tôi kể câu chuyện về thằng con bất hiếu. Nó bỏ nhà đi đã 20 năm rồi. Tôi lặn lội đi tìm nó, mong mẹ con gặp nhau. Nhưng bây giờ nó gặp tôi, nó không nhìn. Đứa con gái này không phải là Lệ Mỹ Dung, mà nó là thằng con trai. Không, mẹ mới là người xin lỗi con. Cha mẹ sanh con trời sanh tính, ông trời đã đặt như vậy rồi. Thì dù trai hay gái gì á, con vẫn là con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ đi theo con. Nói năng lừa lời. Mẹ! Con ơi, phận gái 12 bên nước bết biết nào trong biết sông nào đốt. Biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Con gái theo chồng lìa quê xa xứ, qua núi qua non qua suối qua phà, con số 33. Cảm ơn sự hỗ trợ rất đặc biệt của nghệ sĩ Kim Phương. Thực sự đây là tiết mục mà cả phần nhìn, phần nghe, phần cảm xúc đều tốt. Mình đã coi cái phim, cái kia là Phù Hoa, còn này là Phù Du, đúng không? Cái tiểu phẩm này của bạn á, nó đồ thêm vào cái cảm xúc đó của người xem. Cái diễn xuất của Dự, cái ứng biến ở sân khấu của em rất là tốt luôn. Em không hề bối rối khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Đó là một cái tư chất, một cái tố chất mà vô cùng cần thiết. Em không hề bị mất bình tĩnh tí nào đó. Với cảm giác của tôi là bạn sẽ còn đi rất sâu vào những vòng trong. Nãy thấy Hương ngồi cười sung sướng vậy, cười ha ha ha, cười không cần kìm nén luôn. Tại vì chị Vân biết sao không? Em theo Dự từ đầu mùa tới giờ, và tới ngày hôm nay thì em mới thấy bắt đầu ảnh đi. Cái khuôn mặt không có còn cái lo sợ nữa, và tập trung vô vai diễn. Và khi em tập trung vô vai diễn em duyên dáng lắm. Em ra mà em té chừng 2 lần nữa chắc chị xỉu luôn á. Cô Kim Phương, cổ diễn đã lắm. Cổ bước lên chị sợ là cổ lướt em mất. Nhưng khi cổ lên á, hai người phối hợp vừa phải hợp lý. Cổ nâng em đập, em nâng cho cổ để xuống và ao. Việt Hương sanh ra trong cái thời của sân khấu lô tô. Và hát không phải leo lên sân khấu như vậy đâu. Leo lên cái dàn giáo rất là cao cao cao, mà dưới cái dàn giáo đó là các cái giường ngủ của các cổ. Rồi tôi leo lên, sắn quần sắn áo, leo lên cao để hát. Hát xong đi leo xuống. Là tôi đã hát rất nhiều đoàn các loại như thế nào, cho nên tôi cảm được. Mong em sẽ vô sâu hơn và có những cái tiết mục mà nó đã, nó thấm như ngày hôm nay đối với bản thân chị. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị ban giám khảo. Xin ông bà xót thương, giúp trẻ thơ sống bơ vơ lạc loài. Từ sáng đến giờ không có một hộp cơm, bụng đói té tua không có nơi nương tựa. Xin ông bà xót thương, cứu giúp giùm trẻ thơ ta. Trong đêm một bàn chân bướm, bé xíu lang thang trên đường. Anh mặt buồn nhạt nhòi của em. Em dần buồn vì em không biết đường đi về đâu. Vai em, nào đâu vai em, bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình tôi. Kéo kéo, kéo kéo. Bán chú mấy cây kéo kéo con. Ủa dạ chú ơi, con đâu có bán kẹo kéo đâu chú. Chứ con bán cái gì? Dạ con massage. Trời ơi, massage gì mà đồ đạc kim vú gì vậy con? Trời đất, cô ta nói hoàn cảnh chú ơi. Massage của con sao? Dạ massage của con thì có hai loại. Thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường sao? VIP sao? Dạ bình thường có nghĩa là 1000 thằng đấm bóp ở công viên này nó làm y chang nhau. VIP, giang hồ, một mình con làm được. Giá cả thì rất phải chăng.
Bình thường thì 50k, Jeep khác nha chú. Khác sao? 51k. Cho chú vé Jeep. Bang! Hả? Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ôi! VIP là cha là mẹ. Lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà, bắt... Thôi! Mày massage mà chơi nhạc gì vậy? Đổi nhạc khác cho chú. Rồi khách VIP là cha là mẹ. Làm gì mà tao có bầu mày? Dạ dạ không có, cái này là cái bài hát là cái bầu không khí thôi. Thôi thôi thôi, đổi bài khác. Bài nào mà nóng bỏng, sôi nổi cho chú. Rồi khách VIP là cha là mẹ. Trời, nó làm cái gì vậy? Trời ơi trời. Cái khác đi, cho cái khác hấp dẫn hơn đi. Rồi cái khác. Con ơi, con massage xong chưa vậy con? Dạ, dạ chưa xong đâu chú. Còn một gói nữa rất vui. Gói và gì? Bây giờ đây là gói cuối cùng. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Và bây giờ gói tri ân khách hàng xin phép được bắt đầu. Cầm vé xuống. Kính thưa quý vị các bạn, và dòng lỗi lần này chúng em có nhận lá cờ, mong cô chú ủng hộ cho chúng em. Số gì ra, số gì ra, con số gì ra, dò số đi, dò số đi. Định đi đâu mà dò số đi, dò số đi mấy chị em ơi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Và con số lần này là 25 kinh. Kinh 25 lên số cờ kinh. Yeah, kinh là vui rồi. Một tháng này mới có người kinh đó, vui lắm. Và phần thưởng của chú là một chai nước rửa bồn cầu. Hả? Dạ rồi, chúc mừng chú. Trời đất ơi. Dạ má, mình làm việc phải chuyên nghiệp mới có khách. Tổng cộng là 51 ngàn đó chú, cực quá, làm lấy công an vô nó hốt con bây giờ. Ờ, chú không có tiền. Chú có cái này được không? Cái này là cái dao. Vậy chú là... Nó đó. Trời ơi, tại sao lại có thể bán dao về giờ khuya như thế này được chứ? Mày giỡn mặt với tao đó hả? Dạ dạ. Dạ. Mày vô. Mày đứng im chưa? Đứng im. Chú mày ơi, nhúc nhích một cái tao cắn lưỡi tao chết, mày đi tù nha. Dạ, con. Biết rồi, không cần đi nữa đâu. Tao đếm chỉ từ 1 tới 3. Mày không móc ra, tao đâm á. 1 2 3. Con cảm thấy con thương cho chú quá. Chú chơi vũ khí mà chú chơi không có tới. Chú đang cầm cái gì ạ? Con dao. Rớt đi. Rung lắm phải không? Chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy. Ôi, chiếc chiêu này mới ngày nào chú mới nằm lên, sao bây giờ nó lại nằm lên chú? Và đây, nại chuối này, con xin để lên bụng chú cho chú khỏi sình.
Nam ma nam ma ga ro nam ma ga la hắc đạt đa lê bù đa ga la ba la. Mày chờ ơi, tao chưa có chết mà mày niệm tao mày. Con dao của tao đâu rồi? Chủ nhiệm đó con dao. Đi em. Sao sao vậy? Tại sao? Tại sao to cao dạm dở vậy mà đi cướp người ta? Nói đi. Tha cho chú đi, đừng có giết chú. Bởi vì gia cảnh của chú nghèo khổ quá nên chú đi ăn cướp đó con. Tha lỗi cho chú đi, tha lỗi cho đi, tha lỗi cho chú đi mà. Có phải như vậy không? Đúng, chú nói thiệt đó. Được rồi, con sẽ giúp chú. Con giúp chú bằng cách nào? Con sẽ không cho chú con cá, mà con sẽ cho chú cái cần câu. Ý của con là đi theo con học mát xa. Quá nhiều cái gọi là tài năng mà quá nhiều cái năng lượng. Tôi rất thích, mà tôi rất khen, mà tôi rất là hạnh phúc khi mà tôi thấy kịch bản của bạn rất tốt. Mà cái này tự bạn, bạn Donny đóng dài cho bạn, cái đó bạn quá hay. Cái này mới đúng là đi tấu hài. Nếu như lấy lắng lại chút xíu để mình sâu sắc và đau hơn, tụi tôi là những người lao động chân chính. Tôi rất cực với cái lối massage này. Tôi kiếm tiền một cách rất là xót xa cả về thân thể. Mà tại sao anh lại thân như vậy, mạnh dạng như vậy mà lại đi cướp? Nếu em động một chút xíu lại cái đoạn kia thôi, bảo đảm em sẽ lấy được nước mắt của tất cả các bạn ở đây cũng như ban giám khảo. Về bản thân những cái kỹ năng biểu diễn của bạn, cái đó rất là hay, và phải nói rằng một cái khiếu mà không phải ai cũng có được. Tôi nhìn từng cái giọt mồ hôi bạn nhiễu liên tục với cái thần thái của bạn, tôi dám nói rằng bạn đang mang một cái thần thái của những ngôi sao. Chắc chắn bạn sẽ nổi tiếng. Hôm nay rất là mỹ mãn với phần biểu diễn của bạn. Và bây giờ xin mời số điểm của ban giám khảo. 10 điểm. 9,5. 10 điểm. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Chạy ngon lắm. Điên hả? Mày làm gì vậy? Em sửa xe anh xong rồi, em đem ra thử đó anh. Thay nhớ là chạy êm, nó không có nóng nữa đâu anh. Anh chạy đi anh. Hôm qua mới thử á, em chạy ngon lắm. Em đã vượt sóng, vượt gió, những cơn mưa rào luôn. Mày lấy xe tao mà chạy vòng tầm 7 bà vậy hả? Anh ơi, em chạy thử xe chứ không chạy tầm 7. Tao về tao mét ba mày. Anh, đứng lại. Mắt kiến anh mát lắm nha. Đi xe bắt đầu nó mạo hiểm nè. Dạ. Tụi bay điên hết rồi phải không? Anh nói cái gì vậy? Hả? Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Anh nói tụi muốn cái gì à? Xe xong sạch sẽ, sáng sủa, xinh xắn, xong xuôi. Xạo. Xinh. Xuôi. Xó xí. Anh à, xe em đã rửa xong rồi. Anh đừng mét ba em nha anh. Tao vẫn mét là làm sao? Anh nói cái gì? Anh mét ba em à? Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh biết tôi là người nổi tiếng nóng tính ở khu vực này rồi. Rồi sao? Anh muốn chết với tôi đúng không? Tụi bay! Ê! Lên! Anh thắng! Anh thắng! Đừng mà! Chạy đi! Tại sao chạy tao? Chạy đi! Bây giờ tao mét ba mày nè! Chạy đi cha! Trời ơi! Nói nữa! Thôi! Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Em hỏi anh á! Tại sao tụi bay không bắt nó bắt tao gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Xe người ta mắc mới gì lấy anh chạy? Trời đất ơi! Nguyên tắc của mình là gì? Sửa xe xong phải chạy thử xe của khách chứ! Thì anh chạy thử thôi! Mắc mới anh chạy mấy vòng cái khu phố này chi vậy? Chạy anh ta chạy chậm chậm thôi! Chạy gì tốc độ bàn thờ định tranh cúp Lưu Hương hả cha? Mày giỡn mặt với tao à?
tao chạy có lý do tao. Bởi vì hôm nay tao muốn qua đây để tao lấy lè một người. Ừ. Anh lấy lè với ai? Người ấy chính là hot girl của lòng tao. Cô ấy rất là xinh đẹp, chỉ cần mỗi lần chạm vào cô ấy thôi. À, cái gì vậy? Sao vậy? Nóng. Không hiểu gì hết á. Cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn. Cô ấy tên là Trâm và cô ấy là một cô gái bán hoa. Ba anh tin em hôn. Cổ hả? Không phải luôn. Nói chung không phải cô ấy đâu. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mà tao nói bán hoa ở đây có nghĩa là bán bông hoa, bông hồng, bông hoa, bông huệ, huệ đó, hiểu không? Mở shop bán hoa đó. À, sao hot girl của anh chảnh quá vậy? Chảnh mà còn cầm theo con chó nữa. Người ta gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà không phải đâu, bình thường cổ dễ thương lắm. Mà tại hôm nay cổ đang giận tao nên cổ vậy thôi. Trời đất ơi, cổ giận anh? Ừ. Mà anh làm gì vậy cổ giận? Ừ. Thì tại hôm bữa nè, tao đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình á. Ừ. Bà kia bà đạp xe đạp vô, bà nói bà bể bánh. Bà nhờ tao giá giùm. Tao vô tao giá xe cho bà. Tao giá một hồi á, bà không chịu trả tiền. Tao ghét tao đập nguyên xe bà luôn. Trời đất ơi. Rồi Trâm thấy vậy Trâm giận tao luôn. Kỳ vậy? Ta sửa xe xong mà sao không chịu trả tiền? Tại sao bà không chịu trả tiền? Bà thương mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 50. Ta sửa xe có 5.000, ông quốc ông 50, rồi sao người ta trả? Ủa tao nói khách, bà có quyền trả giá mà. Trời ơi. Sao cái tính nóng của anh không giờ bỏ được vậy? Nói chung là tao biết tao bỏ không được. Qua đây nè, hôm nay tao qua đây tao xin lỗi Trâm. Tao dắt hai thằng bay theo là để nhắc nhở tao. Thí dụ tao còn là sai, tao là nóng dội đi nữa thì tát tao một cái để tao tỉnh dậy, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Trâm ơi, nóng tính sao đánh tao? Nóng tính tao đâu rồi nào? Nóng tính đánh hoài vậy? Nóng tính hết nóng luôn rồi. Ừ, đánh hoài luôn, ai dám nóng nữa. Kêu Trâm. Trâm ơi. Thì thầm mùa xuân hả? Kêu vậy sao nghe? Trâm à, khỏi vụ tao luôn. Tính vụ tao luôn, tao đánh tao nữa nè. Bây giờ ba đứa cùng kêu đi, khỏi ai đánh ai hết. Dạ, dạ. Trâm ơi, không có Trâm có Sơn được không? Ngọc Sơn à, quả diệm Sơn. Sao anh tạt em vậy? Vừa. Sao anh tạt nước gì vậy? Nước mắm đó con. Sao tự tạt nước mắm em? Tao thích. Tại sao? Tao thích ra được không? Nói anh nghe nè, anh hay lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải tìm anh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Hả, tiệm sửa xe nhà tao đã cạch mặt tiệm sửa xe nhà mày. Hà cớ sao mày cứ qua địa bàn của tao hỡi ba cái thằng tào lao? Tôi thích thì sao? Mày thích đúng không? Mà tôi nói anh nghe, hôm nay tôi không tìm anh, tôi đến đây để tìm Trâm. Anh cười cái gì? Cười khinh bỉ đó. Mày sao khinh bỉ tôi? Mày hãy nhìn đi, đùi thì bự, bụng thì chà bá, gót thì xể, mũi thì sữa, cằm thì đổ. Gì vậy ma? Ủa đang nói anh hả? Mày cười cái gì? Cười khi dễ đó. Làm gì khi dễ tao? Thà tôi xấu tự nhiên còn hơn cái đồ du viên sứ mũi. Mày đang chửi nguyên một rạp cái mày tin nguyên rạp đút sống phóng mày lỗ đầu không? Cái gì? Anh mày có lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngày hôm nay mày nói mày qua đây mày thích Trâm đúng không? Đúng. Mày mến Trâm đúng không? Mày yêu Trâm đúng không?
Phải. Si dễ mày. Mày yêu Trâm, mày mến Trâm, mày có việc cái gì mày chứng tỏ không? Mặt thì xấu, cái gì cũng không có, tướng tá cũng không có, nhà thì nghèo, kiến thức thì không. Lại im đi. Anh có thể nói tôi xấu, anh có thể nói tôi nghèo, nhưng không thể nói tôi ngu. Tại sao nói tôi không có kiến thức? Tôi xin lỗi anh à, kiến thức tôi rất là cao, cái BBQ của tôi rất là cao, anh biết không? BBQ là gì ba? Là cái trí thông minh đó. Rồi, cái trí thông minh người ta kêu là cái BB Trần. Cái BB Trần đó, cái BB Trần nó sẽ ghê lắm. Cái BB Trần của tao là một nùi trong đây, hiểu không? Nói chung mới là cái trí thông minh. Mày nói mày thông minh. Đúng. Xin hỏi tráng sĩ đây, tráng sĩ thông minh vậy, tráng sĩ học lớp mấy? Xin thưa, tráng sĩ học tới lớp 3. Nhục. Tại sao anh cười tôi, anh học lớp mấy? Lớp 2. Tuy tao học lớp 2, nhưng mà tao rất là yêu quý em Trâm của tao. Chính vì vậy mà ngày đêm, tao đã sáng tác cho một bài thơ tặng em Trâm của tao. Bài gì? Được, hãy nghe đây. Trâm ơi ta bảo Trâm này, Trâm ra ngoài ruộng Trâm cài với ta. Cái cài giúp thiệt nông gia, ta đây Trâm đó ai mà quản công. Trâm ơi ta... Ủa bây giờ ông tả Trâm hay tả Trâu? Ủa Trâm, Trâu, cái gì Trâu? Trâu hay là Trâm, Trâu hay là Trâm? Tả con Trâm. Tả con Trâm sao đem con Trâu ra tả? Tao lộn. Anh không có kiến thức. Anh nè, anh biết không? Tôi yêu Trâm, tôi thương Trâm, hàng đêm tôi mong nhớ về Trâm. Chính vì vậy mà tôi đã sáng tác ra một bài hát dành tặng cho Trâm. Trong đó tất cả câu hát của tôi đều nói về Trâm. Anh nghe nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Mỗi ngày, thôi! Rồi rốt cuộc mày trả con Trâm hay tả con bò? Tả con bò quăng Trâm, tả con Trâm qua con bò. Thôi đi. Tự nhiên cái tả con Trâm thành Trâu bò. Mà con Trâm là em ruột của tao, chẳng lẽ tao là cái phường Trâu chó? Mẹ, tao hay cũng hay chửi tao như vậy đó. Nhưng mà tao tin đó là một lời khen. Bây giờ tao không còn biết. Nói tóm lại, anh có cho tôi gặp Trâm hay không? Tao không cho. Tại sao? Bây giờ á, nếu mày nói mày thương Trâm đúng không? Đúng. Mày thương Trâm thì bây giờ Trâm xuất hiện trước mặt mày thì mày làm sao cho Trâm hạnh phúc, Trâm vui vẻ, Trâm happy. Mày làm được không? Được. Nhưng mà làm cách nào đây? Bây giờ tao sẽ là Trâm. Anh là Trâm. Đúng. Được. Tao sẽ test con Trâm trước, mày hiểu không? Anh là Trâm, còn tôi sẽ là tôi. Đúng. Nha. Rồi bây giờ Trâm là Trâm nha. Hồ Trâm. Con dài đứng anh Thắng ơi, em đã chờ anh Thắng nãy giờ 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao anh vẫn chưa tới? Em chờ lâu quá, em gỡ đầu xuống em giặt. Trâm ơi, đang giặt đồ. Trâm ơi, tán bạc tay nha, đang giặt. Trâm ơi, Thắng đây. Anh Thắng. Anh Thắng ơi. Trâm ơi. Anh ơi, em đã chờ anh ở đây 7 ngày 7 đêm rồi đó. Em có nhớ anh nhiều không? Em nhớ anh da diết tan nát lòng em. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Bây giờ mình hãy đi công viên đi anh. Thôi chúng ta ra công viên, mất công gặp bà điên. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn chuối chân đi anh. Mất công chúng ta sẽ gặp bà Tưng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi ra ăn xương đi anh. Ra ăn xương sẽ gặp chị Việt Hương. Vậy chúng ta đi lân tơn đi anh. Thôi mất công gặp anh Dân Sơn. Thôi nghỉ đi luôn đi trời. Trâm. Vậy em nghe anh nói nè. Sao đi đâu cô không chịu vậy? Được. Bây giờ anh muốn đi đâu? Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi mua áo cặp. Thôi ra ngoài gặp thằng Quỳnh Lập thì ghét lắm. Thôi mà. Vậy bây giờ đi đâu đây? Xem phim. Anh ơi. Anh nghe. Anh ơi. Anh nghe. Chạy như vậy chừng nào mới tới đập phim anh? Chắc mai mới tới em ơi. Anh có cái gì chở em đi không? Anh có rồi. Có rồi hả anh? Đợi anh một chút. Em ơi. Ồ, anh lấy cái gì vậy? Xe đạp đó. Dạ, chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em lấy trơn. Lên đi em. Đi đi anh. Em ơi. Dạ. Cái này xe đạp chứ phải xe ôm. Dạ. Em đi ơi. Anh nè. Ôi.
anh ơi, sao em đường lên dốc đá hay sao mà tưng quá vậy? À, chết rồi, xe bị bể bánh. Vậy hả anh? Đợi anh chút nhé. Anh làm cái gì vậy? Anh bơm bánh xe đó. Bể bánh sao anh à? Vậy hả, để anh bơm. Thôi bánh sao? Được rồi, để em. Em làm gì vậy? Chụp luôn cái bánh anh à. Rồi làm sao mình đi? Đi tiếp anh nha. Lên em. Em ơi, đi về em có mỏi không? Đau chuột quá anh à. Hay mình bỏ luôn chiếc xe đạp em nhé. Dạ. Hey. Anh ơi, xe đẹp đã tăng gió tăng mây rồi, bây giờ mình đi như thế nào đi anh? Chúng ta đã đến nơi rồi kìa. Em ôi thấy không, đằng xa xa kia có những chiếc ghế. Ôi, hàng ghế đá xanh tàn cây gốc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Mình ngồi đi anh. Ngồi đi em. Ủa sao em ngồi cao hơn anh? Dạ, đứa nào để bịch rác dưới đây nè. Dạ. Còn cây đinh nữa nè em. Cảm ơn anh. À, sao nữa vậy? Còn cây nữa. À, cao nữa vậy em? Hết rồi. Em ơi, ngồi vậy chúng ta có mỏi chân không? Dạ cũng hơi mỏi anh à. Sao mình không ngồi xuống luôn đi em? Dạ. Anh ơi, anh ngồi thế này, anh là bông hay là trái? Anh là trai, còn em là chấm. Anh ơi, ở đây không gian đẹp quá, không có ai cả, gió lùa qua kẽ tóc của em. Anh có thể tặng em nụ hôn đầu được không? À, anh hiểu rồi. Em nhắm mắt lại đi. Cha hôn con ha. Anh ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Thì em kêu hôn đầu, anh hôn lên đầu em rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Nụ hôn đầu là hôn ở trên đầu, vậy nụ hôn cuối mình hôn ở đâu? À, anh hôn vô túi. Dạ, em có hai cái túi nè, anh hôn đi. Ê, không, anh không dám hôn chỗ này đâu, nó ghê lắm. Anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn đầu có nghĩa là hôn chỗ khác đó. À, anh hiểu rồi. Dạ. Đi thôi. Em hãy nhắm mắt lại đi. Cảm ơn anh. Dường như anh khoái làm cha anh hay sao đó. Anh vừa làm cái gì vậy? Thì anh dẫn em ra chỗ khác để anh hôn đó. Anh ơi, anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn chỗ khác có nghĩa là hôn chỗ khác trên gương mặt. À, anh hiểu rồi. Em muốn hôn chỗ khác, vậy thì em sẽ ăn tát. Mày tát tao, tao tát lại. Tao tát luôn. Để cho xuông, tao tát tiếp. Đồ con kiếp lên tụi bay. Vô. Chàng đã được ở tận như lời xưa thề. Ôi! Tụi bay tính chung sống tao luôn à? Cái gì vậy? Tụi bay càng lún sâu vào âm nhạc rồi đó. Tao nói trước, đây không phải là kịch cùng Bolero đâu nha. Nè, không còn gì nữa, thôi chúng ta đi về. Đây, anh kia, đứng lại. Cái gì? Anh tính đi đâu đó? Tao đi về. Tôi qua đây chưa xong chuyện với anh mà. Tôi qua đây anh còn trù tôi chết. Anh còn đưa cái bài đòi thông hai mộ là sao? Hả? Tao không trù mày, đó chính là sự thật đó. Với cái tính nóng nảy của mày, thế nào con Trâm về, mày với nó cũng nắm tay lên đồi thông hai mộ chung sống nhau trển thôi. Vậy còn anh là cái gì? Tao là anh hai của nó, nên tao có quyền ngăn cản. À, anh ngăn cản tôi đúng không? Ừ. Ê, anh Thắng. Nè, 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 nè. Thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Tao là anh của nó, còn đá giò lái tao, thấy chưa? Thấy chưa? Bởi cái tính nóng giận của mày, Trâm bỏ mày là đúng rồi. Anh, trong của Trâm là bỏ tôi hết á, chỉ có anh ngăn cản tôi thôi. Tao không ngăn cản, Trâm đã nói với tao rồi, vì tương lai Trâm sẽ bỏ mày, không bao giờ gặp mày nữa. Anh nói láo. Tao không nói láo, đó là sự thật. Anh Trâm hai không tôi nói vậy. Thiệt đó. Hả? Trâm. Anh hai tôi nói thiệt á. Anh á, lúc nào anh cũng nóng tính hết á. Rồi sao làm được chuyện lớn? Rồi tương lai của hai đứa mình nữa, biết đi về đâu? Thì anh cũng không muốn vậy đâu. Tại vì những cái chuyện đó anh bực mình quá mà. Anh mà còn nóng tính nữa, em chia tay anh luôn. Trâm. Trâm à, anh biết những ngày tháng qua đã làm rất là đau khổ, cũng chỉ vì tính nóng của anh thôi. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này. Anh xin hứa. Thôi đây... Anh là Lâm Thắng chứ đâu phải là Lâm Phong mà anh diễn dữ vậy. Anh đâu có diễn đâu. Anh nói thiệt mà. Tụi bay tin tao không? Tụi bay có tin tao không? Nóng luôn, em cho. Tao hết nóng luôn rồi. Tụi bay đánh đi, tao ngủ ngắt luôn rồi đó. Thấy nó vậy thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Thay nó một lần đi. Chậm, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi.
cái sân khấu lấn qua cái giường nhà tôi vậy? Hả? Có chuyện gì? Tự nhiên là sao đi xây cái đạp sân khấu này mà đụng vô cái giường quýt nhà tôi kìa? Thưa chú, con là bé Phương, trợ lý đắc lực của chị Cẩm Thơ. Nhân danh công lý, con xin xác thực lại một lần nữa, đó là sân khấu của tụi con không đụng chạm gì tới khu giường của chú hết. Tụi con tổ chức những cái này là tụi con luôn luôn xin giấy phép đầy đủ của xã. Giấy đâu? Dạ xã chưa đưa. À, thì ra mày nói như vậy để qua mắt đúng không? Bây giờ cái sân khấu qua bên đó là kè tính sao đây? Chú ơi, nãy giờ con nói chuyện phải quấy với chú, sau đây con có nói điều gì làm phật lòng chú bỏ qua cho con nghe. Trời, phật lòng gì, không lẽ giờ mày chửi tao? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi, chú già rồi mà chú nói chuyện không có nên nói, chú nói chuyện ngang ngược. Trời đất ơi, chú ơi, chú xỉn rồi, bây giờ chú đừng nói nữa, con nít nó nghe nó cười chú đó. Tao nói thiệt với mày, tao sẽ không bao giờ tao nói chuyện với những đứa mà tao nói không lại. Bây giờ tao sẽ đi tìm những đứa tao nói lại để tao nói. Và tao sẽ đi lên xã để tao tìm coi tụi mày có làm cái giấy này hay không. Lúc đó tao quay trở về đây, mày mà còn ở lại đây mày biết tao. Chú Phương. Phương à, mọi chuyện chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, xong hết rồi. Làm cái gì vậy? Em dậm phấn. Ôi, mày làm cái gì vậy? Người ta nhìn vô người ta biết chị make up rồi sao? Mặt chị là mặt mộc. Dạ mộc quá. Dạ thôi vậy thôi, chị làm gì làm đi nha. Em đi làm công chuyện tiếp. Nhớ mệt là uống nước, kiếm chỗ mát mà nghỉ nghe. Biết rồi, chị hơi mệt chút xíu không có sao đâu, đi đi. Dạ. Ủa, màn đất ơi, cô Cẩm Thơ phải không? Tôi coi cô trên TV hoài à. Ngày nay hôm nay nè, cô về cô tặng quà cho tụi tôi mới thấy được cô, tôi mừng quá. Nhờ cái quỹ từ thiện của cô mà vợ chồng tôi có vốn làm ăn rồi sinh con đẻ cái. Con tôi á, đi học cũng nhờ tiền của cô. Trời ơi, tôi cảm ơn cô nhiều. Có gì đâu không biết nữa à. Ủa, mà chị có mấy cháu rồi? Tôi là tôi có 5 đứa con gái. Mà tôi ái mộ cô dữ lắm nên tôi đặt 5 đứa con tôi tên là Cẩm Thơ. Là 5 đứa đều tên Cẩm Thơ. Trời đất ơi, không những 5 đứa con gái nhà tôi mà mấy đứa con gái ở trong cái xã này là cộng thêm 5 đứa con gái của tôi là tổng cộng có tới 68 đứa con gái tên Cẩm Thơ. Rồi sao phân biệt được? Trời, thì kêu thơ 1, thơ 2, thơ 3. Thơ 68 thì kêu là 68. Sao chị không kêu thơ lục bát đi cho khác mấy đứa kia? Trời ơi, đúng là người nổi tiếng. Chưa rồi, thôi tôi về tôi lo cho mấy đứa con. Tối tụi qua tụi coi cô hát nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, tạm biệt cô. Dạ. Tao nói cho tụi mày biết, tao đã lên xã rồi. Xã có xác định là tụi bay có giấy. Nhưng mà bây giờ tao vẫn thích chửi. Tụi bay làm cái gì tao mà... Thọt. Thơ. Gặp lại nhau dường như lâu lắm chớ quên nhau. Gặp lại nhau thôi. Miễn mỗi lần lâu lâu ai gặp lại thì đều mở cái bài này, không có gì mới mẻ. Đổi bài khác đi. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu em còn chìm đậm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau. Sao bên anh em luôn cố giấu, làm lạnh lùng để rồi mất nhau. Hai đôi ta quên được bao lâu? Thôi! Có thấy dị hợm không? Làm ơn đổi một cái bài nào đó mà nó phù hợp với cái lứa tuổi và cái quan cảnh. Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say. Thôi, làm ơn cho một nét nhạc nào khác tình cảm hơn được không? Tao cởi luôn đi, để tôi tự xử cho. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, để rồi lãng quên. Ông nín luôn đi, nín đi. Ông nghĩ làm sao vậy hả? Tôi với ông á, tính tới thời điểm này mình gặp nhau lại như vậy là 28 năm rưỡi. Nghĩ sao mà ông hát bài 10 năm không gặp? Rồi bây giờ 28 năm rưỡi mà hát sao vô dây đàn mà hát tôi nghe coi. 28 năm rưỡi tưởng tình đã cũ. Trời đất ơi, như vậy mà cũng hát được nữa hả? Tôi ca sĩ mà mấy bài lẻ lẻ thì tôi làm được hết. Đúng rồi, dạo này á thành ca sĩ nổi tiếng rồi, nhìn không có ra.
thành ca sĩ chứ bộ thành quỷ đâu mà nhìn không ra. Hồi xưa thì chen chúc mua vé đi coi người ta hát, còn bây giờ thì hát để người ta chen chúc mua vé đi coi. Thì cuộc đời mà, làm sao biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng rồi, đâu có ai ngờ mà người ta bỏ mình. Nè, ông không biết cái gì thì ông đừng có nói. Ông mới là người bỏ tôi, tôi không bao giờ bỏ ông cả. Không bỏ hả? Bà đừng có qua cầu rút ván. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng có trăng quên đèn. Đừng dắt chanh bỏ giỏ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoang mờ. Đừng xa em đêm nay cái bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Đừng đứng lên ngồi xuống thành phố mộng mơ. Bà hát bài gì vậy? Đà Lạt Hoàng Hôn. Cái đó là lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Đừng. Đừng cái gì? Đừng cái gì nữa? Đừng nói nữa, tôi bí văn rồi. Rồi giờ sao? Bây giờ sao? Lâu ngày gặp lại rồi ông chỉ trích tôi, ông đứng ông trách móc tôi hoài vậy hả? Chỉ trích cái gì hả? Bà là cái người bỏ tôi mà. Ông là người bỏ tôi. Tôi nói là bà là cái người bỏ tôi. Thôi. Đụng một chút là mở nhạc, đụng một chút là mở nhạc. Làm như là biết cái dòng tôi hát, tôi không hát được hay sao cứ mở nhạc hoài vậy hả? Nhớ kỹ lại đi. Ai mới là cái người bỏ ai hả? Bây giờ không nói nhiều với ông nữa. Bước xuống đây, ngồi xuống, quay trở về quá khứ, nhớ lại, coi đứa nào bỏ đứa nào. Nhớ lại. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây thành lòng. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Nhớ nghe. Nhớ. Làm mẫu rồi đó. Hát cái chữ chạnh lòng là phải hát sao cho khán giả người ta nghe, người ta cảm thấy mình chạnh lòng. Là cái chữ chạnh là mình phải ngân và có chút xíu cái hột ở trong đó ha. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh chạnh chạnh. Hiểu không? Chạnh lòng. Hát. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Hay không? Hay không? Bà hát ngu quá. Nè nha, người ta nói hát á là chỉ có hát hay và hát dở, không có hát ngu đâu nha. Hát á, người ta hát người ta phải có cái cảm xúc trước người ta mới hát, hiểu không? Giống như là cái câu ngược thời gian trở về quá khứ là mình phải nhớ trước cái quá khứ mình là cái gì, lúc đó mình đủ cảm xúc rồi mình mới hát cái câu kia, hiểu không? Là sao? Rồi bây giờ tập trung nhớ vô quá khứ nè. À, là nhớ vô quá khứ là liếc lên đó đó hả? Tập trung á, chú ý thì đừng có quên, hiểu không? Sau khi mà cảm xúc đầy đủ bắt đầu hát. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Hát. Tâm lý nè, tâm lý trước, tâm lý nè. Đang làm gì vậy? Sao không hát? Đang nhớ về quá khứ. Rồi chừng nào mới hát? Chừng nào nhớ được quá khứ thì hát. Mày nhớ chưa? Không có quá khứ để nhớ. Trời đất ơi, cái bài dễ vậy mà cũng không có nhớ được đó hả? Tự nhiên bắt nuôi tâm lý sao nuôi được? Bây giờ hát không được bài mới đúng không? Cái bài cũ hôm bữa tôi dạy bà đâu? Bây giờ trả bài, lẹ lên. 2, 3. Em nhìn anh mình bừng cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thương, nụ cười thật nhăn nhẻo. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Dữ nha, dữ nha. Không, cái này là nhận xét thiệt nha. Hả? Là tôi thấy bà không có khả năng hát. Thiệt. Nhưng mà bà được cái là thông minh. Ai dạy cái gì chừng chút xíu là bà biết à. Trời ơi, nói thiệt không? Thiệt. Tôi á, là tôi có ước mơ tôi sẽ làm ca sĩ nổi tiếng á. Tôi, ông dạy tôi đi, ông dạy tôi mà hát hay hay một chút, tôi đi làm ca sĩ. Là lúc đó ha, là ông lên đời theo tôi luôn á. Vậy hả? Hả? Nhắc ca sĩ mới nhớ. Hình như hôm nay ở ngoài chợ á, có cái danh ca Lê Nghĩa á, về chợ mình hát á.
Thiệt hả? Thiệt mà. Trời đất ơi, danh ca Lê Nghĩa là thần tượng của tôi á. Vậy hả? Bây giờ mình đi ra ngoài chợ mình coi đi. Đi coi hả? Đi coi đi. Ừ, đi coi. Đây đây đây, vô cắt vé cái vô mà coi liền nha. Chuẩn bị ha. Nửa tiếng nữa là hả bấm là bắt đầu chơi diễn nha. Rồi vô. Người ta có vé kìa mà không có vé sao vô? Thì bà tự lo đi. Ông đó không thích bà đó. Trời đất ơi. Ê, nhưng mà Ở tự nhiên các bạn đã kiếm tôi làm chi vậy? Cho em vô coi hát đi. Thôi, đây là nó nghe, trời ơi tôi thương thơ thiệt nha. Dạ. Nhưng mà thương gì thôi, này hả tôi xác vé mà tôi cho thơ vô hồi nữa trong đó hả tại đây tôi chết. Có vé không tôi cho vô, nghe đây cắt vé cho. Ai em có. Ừ, đây. Dạ. Ừ. Trời đất ơi, tôi cắt 5,000 rồi hả trời. Sao đưa tiền cho tôi làm chi vậy? Có lẽ anh đã sống quá vội. Anh, mai mốt mình phải sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn anh nhé. Trời làm kiểu này. Trời ơi, không có cái khác, tôi cắt đi, đưa cái vé đây. Alo Min nè. Vé giếp luôn thôi rồi, vô vé giếp luôn. Yeah. Mày ở ngoài. Nè bác. Ê, lên sân khấu luôn. Ê, nào thôi mình vô coi đàng hoàng. Vô bây giờ đúng rồi, đi vô coi đi. Vậy? Anh nói vô, vô vô, anh vô cháu rồi nè. Trời đất ơi. Mọi người bình tĩnh, tìm cách giải quyết đi. Mất tiêu. À, nên về chữa cháy đi anh. Cháy nhà rồi, cháy rồi. Ê, hai bay ở chung có về chữa luôn. Lẹ đi. Tôi đi giúp. Ừ. Ê, đứng lại. Vậy vậy? Trời định lừa tôi hả? Không có dễ dàng đâu nha, tôi nói thơ nghe. Tôi thích thơ, nhưng mà bây giờ thơ đang làm cái chuyện mà tôi không thích. Ủa, em làm chuyện gì mà anh không thích? Tại vì thơ thích nó mà thơ không thích tôi. Ủa, nó có gì hơn tôi mà cảm xúc của thơ nghiêng về nó? Thì ông lùn hơn anh. Nó vô, tôi lùn hơn anh á. Ờ, mấy cái đó là tưởng hơn luôn hả? À, cái đó là thua người ta mà tại tôi nói đỡ á. À, nhưng mà có một điều nha, có một điều ổng hơn anh. Hơn tôi gì nữa? Ổng hát hay hơn anh. Ê, cái này hát hay. Ê, cái này giữ được chưa? Được chưa? Được. Ê, tao hát hay hơn mày luôn á mày. Ôi, nhưng mà mày giữ lùn mày ơi. Muốn dây mượn cô em này xíu được không? Ê. Sao? Lỡ tay. Bây giờ không nói nhiều. Muốn vô trong kia, khi nào mà thơ đích thân thơ nhậu thắng tôi đi tôi cho vô. Cái gì vậy? Trời đất ơi, người ta là con gái con lứa, tự nhiên kêu nhậu với mấy người à, sao tôi nhậu lại? Đúng rồi. Nghĩ sao vậy? Người ta con gái mà bắt nhậu cái gì? Khỏi có gặp ca sĩ gì đó. Đi về. Về tôi hát cho. Tôi chỉ cho hát. Mắc mới gì gặp ca sĩ gì là phải đi uống rượu với người ta. Trời đất ơi, tôi nói thiệt chứ bà, không bao giờ á mà bà nhậu với nó thiệt luôn hả? Vì đam mê, vì thần tượng, cái gì tôi cũng chơi. Giờ nè, tôi nói cho thôi nghe ha, tôi đàn ông trai mà không, tôi chấp thôi tôi uống trước. Chơi thơ nè, uống đi. À, anh Trung nè. Yeah. Anh thích em ở điểm nào vậy? Cái sắc đẹp của thơ. Ô, nhưng mà lỡ như em uống cái ly rượu này vô á, rượu sẽ từ bản họng em, nó chảy xuống tim, từ tim nó theo đường máu, nó băng ngang qua lá lách, từ lá lách nó xuống tới cái ruột non, từ ruột non nó xuống tới cái ruột già, từ ruột già nó xuống tới cái ruột dịch. Bà bị gì vậy? Ruột dịch đâu ra? Lộn chứ, dịch xuống ruột già rồi hết biết đi đâu rồi. Xong nó làm tàn phai nhan sắc của em, lúc đó em không còn đẹp nữa. Anh có thích em không? Tôi uống cho thôi ly này. Mai uống giùm em gái em không? Chờ anh uống ly anh nha. Dạ. Dạ tới anh đó, tới anh. Tới anh. Dạ tới anh. Ê trò này được nè, đổi tới tôi. Xuống đi. Tới em nha, tới em. Anh Trung, anh thích em ở điểm gì? Anh thích em bởi vì em cute, nhỏ bé, dễ thương.
anh có biết không, nếu như anh đã khen em như vậy, anh nỡ lòng nào cho em uống rượu? Rượu vào nhan sắc em tàn phai, chưa kể em uống cái ngụm rượu vào, rượu nó sẽ đi xuống từ đường của cuống họng, từ cuống họng nó sẽ đi xuống tới trái tim không ngủ yên. Từ... cái gì vậy? Làm vậy cho nó tình, để anh uống cho em nha. Ôi trời đất ơi, ủa có gì sai sai hay sao á? Có gì sai đâu anh. Có gì sai đâu. Dạ tới anh uống nữa, tới anh gì vậy, làm gì vậy? Đâu có gì đâu, tay chân không biết làm gì, đang bắt dế. Uống tới anh nữa. Dạ. Xỉn rồi, xỉn rồi. Xỉn rồi, đi đi, xỉn đi. Đâu vậy, đâu vậy? Đâu vậy? À chưa xỉn. Trời ơi, uống miếng nữa thôi. Dạ. Anh còn thích em ở điểm nào nữa không? Cái mái tóc dài thơm suông mượt của thờ. Anh thương tóc em bay bay trong tiểu tiểu. Người bao nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều yên nắng đầu về quê em phù sa bát ngát. Tình mình nhu ngăn cần. Có chuyện rồi, hai người ở trong vàng bè á, người ta bị hư xe, người ta không lên đây kịp rồi. Rồi giờ sao diễn cái bài đó? Ừ cái gì vậy? Bây giờ không có bè làm sao mà hát? Anh Nghĩa, em là fan hâm mộ của anh. À, thật sự là em không muốn nghe lén đâu, nhưng tại em lỡ lén lén đứng đây rồi em nghe luôn. Dạ, em thấy anh đang gặp một cái khó khăn gì đúng không? Anh đang cần một giọng nữ bè đúng không anh? À, thôi được rồi, cảm ơn em, chuyện của anh để tự anh giải quyết. À không, anh ơi, em nói anh nghe nè, anh! Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa trong con tim ta nhịp yêu thương thấm nồng. Giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Rảnh 2 tiếng không? Dạ rảnh. Giúp tôi nha. Dạ được. Ê khoan, nhưng mà anh cho em mượn cái giấy với tờ giấy được không? Giờ này còn xin chữ ký nữa hả? Dạ không có, em để là một tâm thư cho cái người quan trọng lắm. Rồi, lo chuẩn bị xe đi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giọng hát của danh ca. Ông đã nói là đi thực hiện ước mơ, thì khi nào người ta thực hiện được thì người ta sẽ quay về. Mà ước mơ là những gì là mơ hồ, thì làm sao biết chắc chắn là cái ngày thực hiện được, thì làm sao tôi hứa với ông tôi về được hả? Rồi giờ thực hiện được rồi về làm gì? Thì về đây ở luôn. Về đây ở luôn rồi người ta kêu gọi show trên Sài Gòn rồi sao mà đi lên, chạy lên chảnh hát hả? Thì không hát nữa. Tôi nói cho bà nghe, bà đừng có ỷ bà nổi tiếng ha. Rồi bắt đầu giả bộ nói bỏ nghề này nghề nọ cho nhà báo đồ ta để ý ha, ta đăng lên để nổi tiếng thêm hả? Mấy đứa con nít của cái xóm này nó coi bà như là tượng đài đó, làm gì thì làm. Đừng bao giờ mà để cho tụi nó thất vọng. Nè, ông không có hiểu gì về tôi hết trơn, cho nên là ông đừng có nói gì nữa hết. Ông càng nói thì càng làm người khác tổn thương thôi. Tôi nhắc lại cho bà một lần bà nhớ, sống sao á mà đừng bao giờ làm khổ bất cứ một người nào nữa hết. Biến khỏi cái mảnh đất này. Thật sự tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui khi được đứng trên mảnh đất quê hương của mình để đem lời ca tiếng hát đến cho mọi người. Và tôi quyết định chọn đây là điểm dừng chân cuối cùng trong live show xuyên Việt của mình. Ủa, sao vậy cô? Sao vậy? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta biết được mình chỉ còn một ngày để sống, thì chúng ta sẽ làm gì? Đối với tôi, ngày hôm nay
tôi đứng đây giữa tình thương của mọi người, giống như là tiếp sức cho tôi, thêm cho tôi sức mạnh để tôi có thể đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của mình. Đó chính là cô sao vậy? Cô Thân. Tôi đã bị ung thư dòm họng giai đoạn cuối. Đối với một người nghệ sĩ, một người ca sĩ bị mất đi giọng hát của mình thì đó là điều khủng khiếp nhất. Sống trong cuộc đời này, hạnh phúc hay đau khổ là do tự mình quyết định. Cho nên nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm để đem hạnh phúc, đem tình thương đến cho mọi người. Bà Thân, sao bà gạt tôi hoài vậy? Lúc nào mà cũng nói xạo với tôi hết là sao vậy Thân? Ông làm cái gì vậy? Tôi gạt ông cái gì hả? Bà bị ung thư mà bà còn giấu tôi nữa à? Vậy chứ, có bao giờ ông chịu sống chậm lại, ông bình tĩnh lại, ông không trách móc tôi để mà ông có thể nghe hết tất cả những nỗi lòng từ tôi không hả? Tôi đợi hoài, đợi bà hoài mà không có thấy bà nói. Ông nói là ông đợi tôi vậy mà ta phải xa cách nhau 28 năm. Tôi không hề bỏ ông. Bây giờ tôi chỉ xin ông một điều thôi, hãy sống chậm lại một giây để tôi có thể nói với ông rằng tôi có thương ông. Thôi, tôi biết rồi, lỗi của tôi, phục vụ cho khán giả đi. Chỉ còn có một đêm cuối này thôi, đáng ngát cho khán giả đi thôi. Đừng vô đây. Tôi sẽ hát một bài hát cuối cuộc đời mình. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa ngủ cội, cho tôi mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thành hàng tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Suy nghĩ và cái quan điểm riêng của em về hài kịch đó là hài kịch là không chỉ là cười trên hài mà nó còn cả cười trên bi những câu chuyện chính kịch. Nếu như mà một cái kết ao bi kịch, chính kịch nhưng làm cho người ta cười trong lòng, lạc quan trong lòng, hướng tới những điều tốt đẹp thì đó là cái điều mà em luôn muốn hướng tới và thực hiện
cả ngay lúc này và sau này nữa. Cái tham vọng của em đó là luôn muốn có một cái đường đi, một cái gu hài riêng về cảm xúc. Và em hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận, và cả bạn đồng hành của em cũng đã cố gắng giúp em. Tiếng cười ở đây ở đâu? Là tiếng cười của nhân vật. Tôi thấy cái này á, nó rớt nước mắt thật. Nhưng cái nước mắt này là nước mắt vui, chứ không phải ai cũng được cái điều này. Hay tôi thì tôi rất là dễ cảm xúc, cho nên là cứ các em lật kịch là tôi dễ bị xúc động lắm. Trong cái không khí nó vui nhộn rồi sau đó nó lắng lại. Hơn ai hết mình là người nghệ sĩ, có lẽ là mình dễ cảm nhận và dễ cảm thông với cái hoàn cảnh của cái cô này. Các bạn có một cái tiểu phẩm rất là tuyệt vời. Theo anh nghĩ thôi nha, các em có cái ý rất là hay. Cái điểm dừng chân cuối cùng này trong cái live show xuyên Việt, nó không đã bằng cái điểm dừng chân cuối cùng tại quê hương. Đừng có nói là một cái live show em làm ở đâu, có đó là cái chuyện của em đi. Không, em dùng cái này thì anh nghĩ là nó sẽ đã hơn. Và rõ ràng là trong nghề này không thể nào không có cái sự may mắn. Và không thể nào không có nói là tôi không có cơ hội mà tôi có thể làm được. Phải có may mắn. Đó là cái yếu tố mà tất cả anh em chúng ta ngồi đây đều phải có. Và tụi em đã rất là kỹ càng chi tiết từng cái tấm vé để vào cửa, từng cái này cái kia. Các em làm một cái tiểu phẩm mà anh thấy là đầu đuôi gốc ngọn nó tới nơi tới chốn. Một cái chuyện nữa mà chúng ta cũng cần có ở trong cái cuộc sống, đó là sự chia sẻ và cảm thông. Các bạn đang gợi lại cho tất cả chúng ta một cái điều như thế này này. Tôi thì tôi có một cái tính rất là ngộ. Tôi có mần từ thiện hay không, chuyện đó mình tôi biết. Và cái điều đầu tiên là phải ở quê hương tôi cái đã. Thật sự ra thì ở đâu cũng cần cả, nhưng quê hương ngay cái chỗ mà tôi sinh ra, quê cha đất tổ của tôi, thì còn nhiều cái hoàn cảnh như thế, thì tôi sẽ dành cho cái điều đó trước. Và ngày hôm nay tôi bắt gặp được cái này ở trên cái sân khấu này, tôi cảm thông với cái người nghệ sĩ này. Bởi vì nhiều khi tôi đi làm, tôi cũng bán mạng, bán thân tôi. Nhiều khi tôi cũng không nghĩ là có lúc tôi phải nghỉ ngơi, bởi vì đó là cái đam mê. Tiền bạc ai cũng ham, nhưng cái đam mê nó cũng là cái quan trọng. Nó ghê gớm, nó kinh khủng lắm. Có thể là tôi làm một vài năm, tôi bỏ tiền trong ngân hàng, tôi có thể tôi sống được hết giờ tới già. Bởi vì giờ tôi cũng gần 50 rồi, sống được 20 năm cũng đủ. Bởi tôi ăn cá khô, ăn mắm không, tôi cũng chẳng cần gì tiền nhiều đâu. Nhưng mà mình nghĩ không có được là tại nhiều khi một tuần lễ mà trời mưa cả một tuần lễ, anh em mình đã ngồi tự soi gương rồi tự lấy đồ ra, tự đánh, tự vẽ. Các bạn có gì không? Chứ tôi có. Lâu lâu rồi nghỉ cả tháng trời bị cái cổ đó rồi bệnh. Rồi xong rồi ngồi không đi diễn được. Cái thời gian mà tôi vô nước biển nhiều đó. Rồi xong tôi ngồi tôi tự vẽ mặt, tôi tự coi tôi trong gương. Rồi tôi cười, tôi khóc mình tôi. Thực ra là cái đam mê của mình nó mới đã. Mà tôi đi làm tôi không bệnh. Tôi ở nhà tôi bệnh. Đó, lạ lùng vậy đó. Cái nghề này nó là như vậy. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã trợ diễn cùng với Buka. Và cảm ơn Buka, cảm ơn bé mèo nè, là đã cùng với Buka đem lại một cái tiểu phẩm rất là dễ thương. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều. Đừng bên nợ yêu nhau, về với em anh còn nợ gia đình, bên gia đình, bên nợ yêu nhau. Chị. Chị à, chị ơi, chị à, con ơi, con. Trời ơi, con bị bệnh tim mà ba hù con hoài à. Trời đất ơi, bước ra đây ba biểu coi. Đi ra đây nè, đi ra đây, ngồi trên ghế đi. Sao tự nhiên ngày hôm nay con mặc áo của mẹ vậy? Ba ơi, con thấy con nhớ mẹ quá à ba. Ba tả cho con hồi ấm của mẹ đi ba. Hơi ấm hả? Đây nè.
À, bây giờ nè, nếu mà ba để cái tay vậy nè nha, ba thổi thử nha. Con lạnh không? Lạnh. Lạnh hả? À, bây giờ mình thử tưởng tượng mà có mẹ nha. Đó, có mẹ nè, đưa cái tay đây nè. Đó, mẹ mặc áo mẹ che lại cho con nè. Hết lạnh chưa? Rồi. Vậy ha. Vậy ba ơi. Hả? Ba tả cho con khuôn mặt của mẹ đi ba. À, đợi ba chút xíu. Đợi chút xíu. Nhìn nè. Nhìn thẳng ở đây nè. Con thấy mắt của con đẹp không? Dạ đẹp. Con thấy mũi con đẹp không? Đẹp. Con thấy cái miệng con đẹp không? Dạ đẹp. Tất cả những cái nét đẹp trên mặt của con á là mẹ con đều có y chang vậy luôn á. Thiệt hả ba? Thiệt mà. Vậy bây giờ ba cổng nó đi ba. Bây giờ ba không có cổng được đâu. Hả? Sao hồi nhỏ ba thường hay cổng con đó? Tại vì hồi nhỏ ba, lúc đó ba còn có sức khỏe. Bây giờ ba sao? Bây giờ sức khỏe ba vẫn còn tốt. Vậy nếu sức khỏe ba vẫn còn tốt, vậy ba cổng nó đi. Không con ơi, bây giờ vậy nè. Nằm xuống đi, nằm xuống. Nghe lời ba, nằm xuống đi ha. Mình ngủ để ba vô ba lấy cái gối cho con nằm ha. Ủa sao ba nói? Nhìn vô gương là sẽ thấy mọc mẹ mà. Mình muốn nghe bà ru quá. Mẹ! Cô Thảo mà Chi? Không mẹ! Cô Thảo nè Chi! Không mẹ! Ồ, thì mẹ. Mà thôi, Chi làm cái gì vậy? Thôi để cô Thảo ru cho Chi ngủ nha. Dạ. Còn cha còn mẹ thì thơm, không cha không mẹ, không cha không mẹ như đơn đất dây. Em làm cái gì để làm cái gì? Anh không cho em quan tâm anh là vì chuyện sức khỏe của đôi anh đúng không anh? Mà như chủ phòng trọ đã nói cho em biết hết rồi, mấy tháng nay sức khỏe của anh yếu lắm, là vì anh cứ đi bán máu hoài à, để lo tiền chữa bệnh tim cho bé Chi đúng anh không? Anh đã nói với em rồi, chuyện này là chuyện của gia đình của anh mà. Nhưng em quan tâm anh và bé Chi là vì em coi anh và bé Chi là người trong gia đình. Nhưng anh chưa bao giờ coi em là người trong gia đình hết. Về đi. Chưa bao giờ một lần nào trong cuộc đời anh coi em là người gia đình cả. Con đường quen lối đi mà đầy năm yên đó, sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm, sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm, sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, biết nói gì đây hỡi em,
mà sao nỡ đành. Nhân đạo không? Ai? Chào bé Tuấn Dũng, nay mình có hẹn lấy máu phải không ta? Long đi, hey, lẹ đi, nhanh lên. Rào, thôi được rồi. Bây giờ mình tiến hành luôn nha. Khoan, trước khi làm á, tôi gửi tiền luôn. Để lát nữa máu nó tự tin nó chảy. Ông làm lẹ giùm tôi đi. Rào, đây. Đúng rồi. Chết rồi. Không sao, bình tĩnh nghe. Rào. Anh muốn nói gì? Nói. Đâu vậy? Bà chủ ơi. Bà ơi, trời ơi, bà chủ mình đi đâu? Mình đi đường đó vậy? Ủa tao chủ nhà trọ, tao muốn đi đâu tao đi chứ trời. Bà ơi, còn hai con mẹ này nữa. Đi đi, chuyện tình yêu người ta mà đứng ngó cái gì? Trời ơi, cửa. Đi vô đây. Dạ. Uống Thảo hả? Trời ơi, Thảo bữa nay bị ông chích gì bự dữ mày? Dạ. Mày đi qua đây tao nói nghe nè. Không phải Thảo đâu. Ủa sao con bạn mày đi theo mày hoài vậy? Dạ. Cái này mày sao vậy? Đi ra đây tao nói nghe nè. Dạ đây. Bé ơi, em buông Dũng ra chị nói chuyện coi. Đừng có kéo nữa là nó rớt cái mặt. Mặt gì? Cái mặt tình cảm hai đứa đó. Trời đất ơi, cái mặt tình cảm gì bây giờ? Buông ra tao nói chuyện. Buông ra ơi. Cái thằng này, mày tới mày mua máu nữa rồi phải không? Ôi. Mày biết nước tao luyện nghe mày rút cái sợi dây này ra chết ngõ hay sao? Hả? Cái thứ quỷ yêu của mày sao đuổi hoài mày không đi vậy? Minh Dữ! Cái gì? Mày ra gặp bạn mày kìa! Bán đồ, lo bán đồ, đổi địa điểm ế gần chết, gần kêu mày hoài vậy? Con nào bịch đầu như mới bị chụp ổ xong vậy? Có cần ra mượn cái hình tộc vuông caro che mặt mà trước khi lên báo không mày? Dạ thôi, ra cho em lại. Trời, nó quỷ mà, tóc dài mà để đâu tôi gớm không? Em ngụy trang dữ lắm mà cũng bị nhận ra đó anh. Thằng quỷ mày tới mày lấy máu thằng Dũng nữa hả mày? Sao cái thứ mày ác ôn vậy? Nó bán mạng đó mày biết không? Có biết nhân quả báo ứng nhãn tiền là cái gì không? Bữa nay nghe mày còn lấy một giọt máu nữa của thằng Dũng nữa mày. Mày biết để tao chửi. Mày đi ra quay. Bữa nay nghe. Đi lại đi. Lẹ đi. Nè cái thứ của mày nghe. Mày phải để cho nó bị bắt chứ mày làm vậy nó hại biết bao nhiêu người rồi. Bắt cái gì? Bây giờ bắt nó mày mai mốt người đâu nữa mà tôi bán máu. Ủa tao có cho mày bán máu không Dũng? Mày bán riết rồi mày nghĩ coi mai mốt con của mày chưa hết bệnh nha mà nó còn sống còn mày chết ai nuôi? Tôi không cần quan tâm làm cái gì, chuyện gia đình tôi tự tính. Kệ mấy người, về đi. Đi sao mà đánh nó vậy? Tao kệ mày được, tao kệ lâu rồi Dũng. Hai cha con mày ở đây, tao có lấy một đồng nào không? Tao kệ mày được, tao cho mày bán mạng ngoài đường rồi mày kệ đúng không? Tao bỏ chứ vừa lòng mày? Tôi không cần đâu. Ê, sao vậy? Sao con ngồi? Con có sao vậy? Sao nãy giờ con không ngủ đi? Hả? Sao vậy? Con mệt con. Con nè, nghe ba nói nè, bằng mọi giá làm gì cũng được, con không có được mệt. Bây giờ con muốn cái gì? Con muốn cái gì ba làm cho con, nói đi. Con muốn ba cổng con. Cổng hả? Hôm nay ba khỏe lắm. Con đứng cái này đi, đứng cái này. Nhanh lên, leo lên đây đứng. Leo lên đây đứng. Bà cổng con nha. Cổng con đi. Khỏe lắm. Giỡn thôi ha. Ba khỏe lắm. Ngày nào mà ba còn sống thì nè, Ba cổng con đi một vòng luôn. Bây giờ thử đi một vòng nè. Đó, thấy bà khỏe không? Con muốn cái gì cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, con gái nhớ là bằng mọi giá là con không bao giờ con được ngủ gục nghe chưa? Hiểu không vậy? Ê, chị,
Chị. Ừ. Ngủ gục hả? Không được hả chưa? Dạ. Ờ. Không biết rồi. À, ngồi đây đi. Hết hồn. Ngồi xuống. Dạ. Nghe bà hỏi. Sao? Tự nhiên hôm nay con bác bà cổng đi vòng vòng vậy? Bà ơi, hồi nãy con nằm mơ thấy mẹ đó ba. Ủa, con nói gì vậy? Ba mới kể cho con có một lần mà đâu ra con nằm mơ con thấy mẹ. Con tả thử cho ba nghe coi. Dạ, túi mẹ nhỏ nhỏ con. Tóc mẹ thì hơi hơi dài dài. Điều đặc biệt nhất á là mẹ hát ru rất là hay. Con tả gì vậy? Ủa, mẹ con thì tóc thì dài thiệt, nhưng mà mẹ con cũng cao cao mà, với lại mẹ con đâu có biết hát đâu. Ủa, con đang tả cô Thảo hả? Dạ, thì con Thảo là mẹ con đó, chứ con đâu có biết ai là mẹ con đâu. Yên tâm đi. Ba tìm cách ba mua cái con gấu thỏ trắng cho con. Alo. Dạ. Anh ơi. Không phải, yên tâm đi. Ngày mai tôi hẹn anh ở cái điểm khác. Không có tới đây nữa đâu, không ai biết hết. Tôi muốn thêm một lần nữa để có tiền mua con thỏ bông trắng cho con gái tôi. Hả? Dạ. Dạ. Yên tâm đi. Ngày mai ba mua con thỏ cho con mà. Ba chỉ sợ con điều sức khỏe của ba cứ vậy hoài. Lỡ ba mà có chuyện gì, ba không biết con phải sống sao nữa. Giận thì giận chứ Chi nó cũng là cái cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ, mà dù sao con Chi nó cũng là con mày, cái tao có thương giận mày cỡ nào thì cũng phải lo cho nó đúng không? Dũng, gom được chút tiền đi bệnh viện nè. Ba đã làm hết cho con rồi mà. Con gái à. Bà nội ơi, bà ngủ gục mà. Trời ơi. Trời ơi, con ơi, sao vậy? Hả? À, con làm mọi người hết tồn kìa. Cha mất dài, con ngủ mình nó là chết. Trời ơi. Con nghe hết rồi đó nha. Con nghe cái gì? Bà nói, ngày mai bà sẽ mua con thỏ
bông cho con đúng không? Con thỏ bông ngày mai đi, ngày mai ba chắc chắn là ba sẽ mua cho con thỏ bông ha. Với lại yên tâm đi, nhiều khi chú Dự cũng đi tìm sẵn giùm con rồi nha nha nha, đợi chút xíu ha. Con ngày mai là mình được vô bệnh viện nằm, không có ở nhà giấc giơ hương. Trời ơi. Chú Dự. Quỷ đâu rồi? Con ơi. Ê. Đi ở ra nè. Chi ơi. Có thể. Chi. Điều nè. Chuyện của bé Chi em sẽ lo được. Tại vì em luôn coi anh và bé Chi là người trong gia đình. Ê. Ê con. Ê con chừng té đó. Nặng lắm đó con. Qua đây ngồi nè, qua đây. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, hãy cố yêu thương đời. Dù đời không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai không hãy vững tin yêu đời. Dù đời chi yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi hoài. Tự giới thiệu, em là con em. Sở trường của em là hát nhạc đám ma, nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo ba vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An. Và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Ê! Trời ơi, sao đồng bọn cứ hại nhau hoài vậy ba? Chúng mày đang trong vòng nguy hiểm mà còn làm hết hồn nữa, thiệt luôn á. Sao? Ổn không? Nãy giờ tao trốn vợ tao muốn chết luôn á. Trời, mỗi lần đi nhậu hay trốn vợ mày khổ ghê. Ê! Cái gì vậy? Đau! Bị cái gì? Qua té xe. Trời ơi, đâu biết đâu. Ừ. Trời ơi, mà hồi đó giờ á là... Đau! Cái gì vậy? Qua té xe mà, kỳ ghê. Mày làm gì mình mày bị thương tùm lum. Trời ơi, tao nói mày nghe nè. Hồi đó giờ đi nhậu, đi chơi với nhau, bạn bè. Nói thôi, bạn bè với nhau, có bao giờ mày rủ đi nhậu đâu, nay đòi bao tao nữa vậy? Tại hôm qua tao té xe. Ủa mắc té xe đi nhậu? Té xe mới được đi nhậu. Mày đừng có nói mày lấy tiền thuốc của người ta xong mày đi đem đi nhậu nha. Đúng rồi, hôm qua tao nói với vợ tao là cái đứa mà đụng xe tao xong nó chồng cái dèo, không có tiền thuốc gì hết, bây giờ nó đền cho tao 6,5 triệu. Trời. Tiền thuốc của tao vợ tao lo đi nhậu. Cái gì? Anh chào vợ. Chào em. Mới nghe nói cái gì có dính tới tiền. Không, anh nói là tiền thuốc của ba Nguyên là để vợ của ba Nguyên lo. Ê! Cái gì? Ý mình nói má tao hả? Ba mày đang bệnh. Ba anh bệnh hả? Bệnh gì vậy? Liệt giường, bệnh liệt giường. Liệt giường. Liệt giường. Ồ vậy hả? Cho em gửi lời thăm ba anh nha. Cảm ơn em nhiều. Còn ông? Hả? Có dấu diếm tôi gì không? Không có. Có không? Không có. Giơ tay lên. Có 10,000 à. 10,000 cũng là tiền. 10,000 có thể mua được một chiếc xe hơi, một căn nhà để sống với vợ bé, có mèo đúng không? Trời ơi, em nghĩ sao 10,000 Việt Nam đồng mà anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Mua một tờ giấy số trúng 1,5 tỷ là làm được tất cả. Thật thù. Đi thăm bệnh rồi về nhanh. Trời ơi, cái con vợ mày suy diễn mà nghe muốn suy nhược luôn trời. Nó đi rồi, bây giờ lẹ, tranh thủ đi nhậu lẹ rồi về. Lẹ lên. Ê, nhưng mà tao có tiền. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay,
nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nó trên đường vẫn qua mai. Người già thăm đến câu chào nói xương xa. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lady and gentlemen, xin chào mừng tất cả các bạn đã tới với quán nhậu hai chị em, quán nhậu Tĩnh Lang. Em xin tự giới thiệu, em là con em, sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo ba vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Và với hai sở trường trời phú đó, hai đứa em đã quyết định mở quán nhậu. Vô mấy anh chị em ơi, vô 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 đây, vô đây, vô đây. Dạ, ở cái quán này có hai chủ quán lạ lùng lắm đi. Ê, quý khách. Dạ em mời anh ngồi. Dạ dạ dạ. À, đau 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 đau. Đụng vô vai đau quá anh. Ừ. Đụng đây có đau. Ê, đau. Em có thể anh đụng tất cả trừ cái lưng của anh, sự sống còn của anh nằm ở đó nghe. Rồi dạ, bây giờ ở đây có món gì ngon nhất? Ở đây có gì ngon không? Dạ đây có em rất là nhiều món ngon. Hải sản tươi xanh. Dạ, rau sống tươi xanh. Heo tai xanh. Ê, hey. Đi điên hả? Ý em là cái tai heo em đặt trên lớp rau sống màu xanh nên bọn em mới gọi là heo tai xanh. Thôi bây giờ á, mang hết cho anh những cái món gì ngon nhất vào một thùng bia, lẹ lên ha. Dạ rồi, vô chuẩn bị đồ đi cơ. Dạ, tới liền. Bữa nay nhậu cho hoành tráng. Ê, gì? Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày chắc mày có tiền trả không? Yên tâm. Mày kêu chứ tao là không có tiền rồi đó. Cái gì? Không có tiền à? Không có tiền mà dám vô quán nhậu à? Đừng có chọn bạc với con này nha. Cái chuyện bóp là chuyện bình thường, anh không xài bóp. Ở trên người anh chỗ nào có vết thương chỗ đó có tiền nha. Ủa mà anh ơi, tại sao tờ tiền của anh nó lại có máu nè? Đồng tiền xương máu của anh đó em. Bây giờ ở trong quán này là cái quán nhậu Tĩnh Lặng. Cuộc đời anh thích cái gì Tĩnh Lặng chứ ở nhà con vợ anh nó ồn lắm rồi nghe. Dạ. Anh muốn bao trọn cái quán này, em nói anh không có tiền hả? Nè cái bàn bên này, cái bàn bên kia luôn nha. Bây giờ tôi bao trọn quán, tôi yêu cầu mấy bạn đi qua chỗ khác nhậu nha. Cái gì? Ba đâu có tưởng mày là đứa nào? Mày đứa nào mà vô đây mày phá quán đúng không? Mày mời hết khách của tao rồi, mai mốt khách ra đâu mà tao bán hả? Tôi trả hết hai cái bàn này. Chưa hết, tôi còn bo thêm cho mỗi người 200 ngàn. Rồi cầm đi qua quán khác nhậu cho tôi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Không, anh bo cho hai người mấy người này chứ anh không bo cho em. Em vẫn cảm ơn anh ạ. Anh đã nói anh bo cho những người này không bo cho em. Tại mấy đứa này là nhân viên quán ế quá, em bắt chúng nó ngồi để người ta không biết là quán ế. Trời ơi anh... Mày chơi ngu hả con? Lỡ bo rồi mình đại gia mà. Dạ sao chuyện mấy mà sao? Rồi ok. Bây giờ nghe, anh tuyên bố với tất cả tụi em, anh không có muốn ngồi nhậu mà anh muốn ăn nằm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi bán nghệ chứ tôi không có bán thân nghe chưa trời. Tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Má ơi má. Bớt giùm nghe, cỡ má là chỉ có đi bán thận thôi chứ bán thân là không ai mua nha. Ở đây tôi nói ăn nhậu như đế vương, ăn nằm như đế vương. Hả? Ăn nằm như đế vương hả? Ôi, ăn nằm như đế vương là con chó nha. Ý của anh là anh muốn anh ăn nằm như đế vương, đế vương, đế vương. À, ăn nằm như đế vương dễ quá mà. Muốn đế vương có đế vương. Anh còn muốn thêm văn nghệ nữa. Muốn văn nghệ có văn nghệ. Mấy đứa lên vô. Đó, như vậy anh chịu nè. Rồi. Dữ vậy. Bưng con tiện tì này ra chém. Ủa mắc gì chém em anh? Anh đã nói với em rồi, cuộc đời của anh thích Tĩnh Lặng, con vợ của anh ở nhà nó ồn lắm,
Anh vào quán tĩnh lặng là để kiếm không gian tĩnh lặng, một không gian thật vô thường. À, đi mấy đứa đi. Vô thường là sở trường của em. Tấu nhạc. Trời ơi, cái gì vậy hả? Mày trời ơi sao? Mày bỏ tiền cho tao ăn đồ cúng là sao hả? Từ từ tránh ra, cái gì hạ quyệt hả? Hạ quyệt con mẹ này. Em hạ quyệt con mẹ này liền. Đưa con mộng biển này về biển, lẹ lên. Cái quán của em là một cái quán cực kỳ phức tạp. Anh vào đây là anh tìm không gian tĩnh lặng mà quán của em nó biến thái quá. Bây giờ tính tiền đi anh đi về. Rồi, tính qua quán tháng nhậu. Chị ơi, tính tiền chị ơi. Tính tiền hả em? Dạ. Rồi, tính tiền. Dạ. Nhiều. Phục vụ văn nghệ mệt quá. Dạ, tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu. Ở trong đây nè, còn 6 triệu rưỡi nè. Mày lột ra mày đưa cho tao tao. Lột ra. Lột đi anh. Rồi, xong. Đó, đưa tiền cho người ta đi. Đau quá. Nghĩa là 6 triệu rưỡi hả? Không, cái nào không lột. Đưa. Làm miếng 3 triệu 2 năm chục quá hả? Cái gì? Mấy đứa không có tiền rồi kìa. Cháy ơi, đang có tiền rồi cháy. 83 triệu đi. Hả? Trời. 83 triệu điện là cái gì? Muốn biết cái gì? Xem đi rồi biết. Món thứ nhất, mái tóc người thương cạo đầu bôi vôi. Em chọn món hai. Món thứ hai, hàm răng trăng buốt bẻ răng còn nú. Em gọi món ba. Ê, cái này em chơi được nè, cái này chơi được nè, hai trái banh lông quá. Hai trái này em xây được, còn không đánh làng được. Ừ, em chọn cái này, em chọn cái này. Hình tượng đi. Dạ, thì cái này là hai trái banh, hai trái banh. Em đây đầu em lại hai chị. Chị ơi, vợ em chưa có con mà bây giờ anh cầm hai trái bóng bàn này như nến vậy. Nến đây, nến, mày nến liền. Nghĩ gì trong đầu, nghĩ cái gì trong đầu, nghĩ bậy bạ trong đầu, tát chết nha. Giật cái khăn ra, nói cho nó biết. Ê, ui vợ. Quen không? Ba... 5 triệu đúng không? Bài đặt dán vô bông băng đồ ha. Nè, nhớ nghe chưa? Đừng bao giờ giấu giếm tôi nghe không? Các em! Hà Huyền! Trời ơi! Trời ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Đừng hạ quyệt anh quá đâu, vợ ơi! Và bây giờ thì ý kiến của chị Việt Hương như thế nào ạ? Trời ơi! Các bạn biết không? Các bạn mướn đâu được ấy. Dương Thanh Vàng, Mạc Văn Khoa. Trời ơi, cái quán nào mà nó chứa chấp hai đứa em thiệt á. Cũng thiết được. Mà chị cưng nhất lúc là múa đó, hai bà ra hai cái quần sa tren trắng thấy cưng dễ sợ luôn á. Chăm chỉnh chu mà kỹ càng từng chi tiết. Đến khi mà em vô, chị biết chắc đó là em. Nhưng mà em thay từng đôi dài luôn. Chị để ý rồi, hồi nãy mang đôi dài màu trắng, gót gỗ em ra, em lấy tiền. Khi em thay một cái đồ, em thay luôn đôi dài để người ta không đoán ra. Tôi thiệt các bạn, đây là một cái tiết mục đi diễn để bán vé, chúng có thi cử vậy trơn rồi á. Đây nè, ảnh mê nãy giờ nè. Anh thì... nói là anh ước ao lấy được Mạc Văn Khoa với Dương Thanh Vàng. Hôm nay tôi nói là cái nhóm ngũ sắc thực sự là xuất sắc cái gì, nhưng mà vẫn đứng sau các bạn một chút xíu. Mạc Văn Khoa tôi nói trước,
thì bạn nhắc nhở tôi đến một cái loại rau cải mà gọi là cải quý đó, quý cái đó. Quý cái. Theo tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cái màn diễn xuất sắc nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Thế còn chân thành, bạn nghĩ sao? Nãy giờ đang tụt huyết áp. Thôi xong hai con này nó giống như hai cái con hát bạch vô thường, âm dương dưới địa ngục nó trồi lên. Vì tụi em là cái trời ơi thiệt á, giống như trời ban tụi em xuống đây vậy thiệt á. Tụi em là yêu nghiệt. Trời ơi, bà Dương Thanh Vàng bữa nay bà ra bà còn đi mũi cứng, bà đi cái chân trời ơi vậy. Rồi đẩy bà vô, bưng bà vô là bà hình bà chân, bà làm bà quạt chân, bà đứng đứng hình, bà đứng thế một thôi chứ. Cái tư duy hài của các bạn quá tốt. Các bạn làm cho người ta sôi nổi liên tục trong vòng mười mấy phút với một cái chủ đề thực sự ra nó không có cái gì để nói đó. Bữa nay nếu các đội kia là xuất sắc thì xui cho họ, các bạn xuất thần. Nhưng mà quan trọng là kịch bản mình có tốt, mình dặn dựng có tốt đi nữa, hỗ trợ của diễn viên. Tại sao em nghĩ được hai cái con bằng nhau mà nó ốm như nhau, mà nó ghê gớm, mà nó khủng khiếp, mà chị coi chị quay qua chị nhìn thấy da gà của Thành nó nổi lên từng đợt vậy nè em. Có làm sao giờ, tôi làm sao có cách nào mà tôi mang hai bạn ta về nhà tôi làm niềm vui ta. Và bây giờ giám khảo Trấn Thành, giám khảo Việt Hương cũng 10 điểm. Và bây giờ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. 10 nha. 10. 10. Và bây giờ là số điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta dành cho đội xém cười. 9 điểm. Hay quá, cái tiết mục này là cái tiết mục gì Út? Dạ cái này là tiết mục ảo thuật Tết đoàn viên anh hai. Tết đoàn viên vậy ba anh em mình đây còn ba đâu? Ờ đúng rồi. Ba là người lớn là em phải mời ra chứ em không có biến ra được. Để kêu ba nha. Rồi. Ba ơi. Rồi, phải có ba mới duyệt chứ. Mời ba ra ba ơi. Dạ. Ba đi từ từ cái chân té nha ba. Trời ơi con nói rồi mà ba. Ê ba đi ba từ từ nha ba. Dạ. Kêu ghế lên ba ngồi anh. Dạ, ba ngồi đây nha ba. Đó, dạ. Ê Út, mày nói chuyện với ai vậy? Trời, ba đang ngồi đây không thấy hả? Ê mày khùng nha mày. Hôm nay mùng 1 Tết nha, ba còn sống chứ không phải chết đâu. Mày nói chuyện như hồn ma giúp dưỡng vậy? Thì ba còn sống, ba đang ngồi đây nè. Trời, anh nói ba hồn ma, ba nghiến răng, ba giận anh kìa. Đây rớt đồ ba ơi. Rớt dạ. Gì vậy? Hàm răng. Trời. Tao nói mày nghe nè, từ cái ngày mà nó diễn ảo thuật nha, cái đầu óc nó sao sao á. Nó trên mây không mà, nó có triệu chứng dữ lắm. Ê. Ba hỏi là hai anh có nhìn thấy ba không kìa, ba nói là chỉ có những người thương ba mới nhìn thấy ba đó. À, thì thấy. Ba đâu? Ba ngồi trên ghế kìa. Ba qua đây nằm rồi mà anh nói ba còn ngồi ghế kìa ba. Thôi tao thấy mày khùng quá rồi, mày đừng có diễn gì hết. Đi khám bác sĩ đi. Đi lên bệnh viện khám gấp. Lên bệnh viện là hai anh đó. Cái gì? Coi nè. Đây. Nó khùng lắm rồi. Chuẩn bị đây. Hả? Oh. Tụi mày vui xong chưa? Dạ con xin lỗi ba, tại vì cái tiết mục này con nhờ người ngoài không ai giúp hết, cho nên con phải nhờ người trong nhà. Nhưng mà ba coi trên tivi David Copperfield, người ta chỉ giấu người vài giây thôi, con giấu nửa ngày không cho ăn cho uống chết đói đi tù nha con. Đấy rồi đó. Dạ à, mày kỳ ngốc. Nhưng mà ít gì con cũng có tiết mục để phụ ba diễn văn nghệ trong xóm, trong khi đó là hai anh đâu có tiết mục gì đâu. Út nói ba mới nhớ đó, thằng hai mày bước lên. Ủa gì ba? Ngày xưa là má mày đẻ mày cạnh bếp lửa, ba hướng nghiệp cho mày cái nghề múa lửa mà tại sao mình theo nghề khác? Dạ thưa ba, ban đầu á là con cũng theo lời ba quyết tâm trở thành một diễn viên phun lửa, nhưng khi con bước chân vô Sài Gòn con đã đụng phải một vị cao nhân phun lửa, đó là anh Dương Lâm Đồng Nai. Ba biết không, anh phun lửa ghê lắm,
Anh phun là từ chương trình này qua chương trình nọ, anh phun cháy hết màn ảnh nhỏ của các hộ gia đình đó. Bắt đầu nhà đài đã nhiều lần cấm sóng nhưng mà anh vẫn phun đó. Con mới cảm thấy là con không thể nào bước qua được cái bóng quá lớn của anh ta. Con mới quyết tâm là con rẽ theo một hướng khác. Và bây giờ sau bao nhiêu năm phấn đấu, con đã trở thành một diễn viên hay. Hay, hay quá anh hai ơi. Nói chung là con của ba đó, thích theo nghề gì là ba ủng hộ hết. Rồi bây giờ cái sự nghiệp hài của con nó tới đâu rồi? Không giấu gì ba, mấy năm qua con không về quê ăn Tết là tại vì con kẹt đi diễn hài. Con đã cùng với chị Kiều Oanh lập nên cái nhóm hài Đà Lạt Phố đó, đi diễn khắp 65 tỉnh thành đó. Từ già tới trẻ, từ con trai hay là con gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai đang ở trong xã hay ở cùng thôn, nói chung chỗ nào có người là có tiếng cười của con. Hài kịch là vô địch. Hay quá con ơi. Mấy năm rồi ba đứa chưa có về ăn Tết. Năm nay về là con phải diễn một tiết mục hài thật là hay để cho bà con hàng xóm ở đây coi nha. Nói bà nghe, cái hài nó khó lắm. Diễn đôi lúc nó vui nhưng đôi lúc lại không vui. Nhưng mà với kinh nghiệm con bao nhiêu năm này, con diễn là phải vui. À, sau đây con diễn một cái trích đoạn mà là trong một cái tiểu phẩm nhỏ nhất, mà cái tiểu phẩm này là ăn khách nhất. Con diễn tới đâu cười tới đó. À, ba với hai em coi nghe. Diễn đi con. Ngày xưa, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình rất là may mắn, vừa mất cha mà vừa mất mẹ. Cậu bé vẫn không đầu hàng số phận. Cậu bé quyết tâm nghỉ học. Cậu bé xin vô làm việc trong một cửa hàng giao bánh pizza. Một ngày nọ, cậu bé giao bánh đến một chung cư. Trong chung cư có hai vợ chồng đang sống thử. Khi cậu bé giao bánh đến, hai vợ chồng họ xảy ra cãi vã, xô xát và đâm chém lẫn nhau. Cậu bé mới quyết định lấy hết sức bình tĩnh, quay trở về. Và kể từ đó, hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau. Và tiểu phẩm con xin phép. Hai đứa có biết vì sao Tết năm nay ba tháo máy lạnh ra không? Sao ba? À, thằng hai nó về đó. Kỳ vậy bác, nó diễn hài lạnh quá. Ồ, có như nó là phải 3-4 ngựa, còn cái loại máy lạnh ngựa ngựa dưới là không ăn thua với nó. Ồ, con là con đẻ cạnh bếp lửa, ba thấy con diễn là có lửa đó, nhưng mà hình như lửa nó đốt cháy hết miếng hài hay sao á. Ờ, cho nên nó không vui. Đúng rồi, anh nên quay lại với cái nghề múa lửa đây, em thấy hay hơn á. Mày nín đi, nín đi, mày biết gì mày nói hả? Mày làm được cái gì mày làm coi hả? Ờ, thì tôi á, thì tôi không có bằng anh hai gì hết, nhưng mà tôi được cái là nghe lời ba. Ba có nhớ không, từ nhỏ ba đã dạy con đánh guitar, nên khi lớn lên con đánh trống rất là giỏi, và hiện tại con đang trong một đoàn xiếc khỉ. Thằng này duyên dáng vậy. Ba, cái câu đó nói có gì đâu hài đâu mà ba cười. Hai nó nói duyên dáng lắm. Hai đó mà hài, hài hai chỗ nào? Thôi anh hai đừng có nóng, nóng máu không lên tới não người anh, nó nhão ra đó anh hai. Người nó nhão ra nó lên não. Cái câu đó, cái câu đó đâu có gì vui đâu. Câu đó nó vui, nói tiếp đi con. Không, cái câu, để con nói câu đó, để con nói câu đó. Anh đừng có nóng, anh mà nóng là máu nó lên não. Máu lên não là người anh nó nhão ra đó. À, sau đây con sẽ được nhảy. Nhảy đi con. Vô. Hey. Con nhảy cái điều gì vậy? Dạ ném đá dấu tay đó ba. Điều gì vậy anh ba? Ngậm máu con người đó. Nãy giờ là con nhảy cái điệu là nhân tính á, sau đây con được nhảy cái điệu thú tính. Thú tính nó khác nhân tính, nó chỗ là nó phải căng lên. Đó, wow, wow, đó, đó, nhảy, wow, wow, Thôi, xe hốt chó nó hốt ba đứa luôn đó. Tết Tết con cháu mình phải sổ chứ bà. Tiếp đi đi anh, tiếp đi. Thôi, bà thấy như vậy là vui rồi. Nhưng mà mình diễn cho bà con xóm mình coi đó, là phải tập lại chỉnh chu nhá. Làm dạ. Sao mà làm nở mày nở mặt ba đó. Dạ. Thôi, hôm nay thì nhân dịp năm mới, ba chúc ba đứa con của ba có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp. Dạ. Dạ cảm ơn ba. Bây giờ con là con trai lớn nè, con thay mặt mấy đứa em con chúc Tết ba nha. Mời ba ngồi đây. Chúc đi con. Dạ kính thưa ba, người ta thường hay nói rằng đó, hủ tiếu là phải có nước lèo, bánh bèo phải có nước chấm, và bò nhúng giấm phải có mắm nêm. Chính vì vậy mà ba là phải có thêm má, cho nên chúc cho ba là mau đoàn tụ với má. Bà đẻ thằng con nó vừa có hiếu mà vừa có duyên đấy chứ.
Có chúc một hồi tôi mới lên bàn thờ ngồi với bà đó. Ba này kỳ quá. Con là diễn viên hài mà con phải chúc vậy nó mới hài chứ ba. Bây giờ con có muốn thấy hài không? Muốn. Chúc đi con. Ủa đây con chúc hả ba? Ủa ba cười cái gì vậy? Ba gì đâu cười? Nó diễn cái nét giật mình á. Ba duyên dáng lắm luôn đấy. Chúc dạ. Con chúc nha ba. Vô. Tết đến rồi thì niềm vui sẽ đến thôi. Mọi thứ đổi mới cây lắm râm trời. Mọi người được vui vẻ là con có thêm tiền lẻ. Người già được mạnh khỏe là con nít nó không có ghẻ. Ba má được tươi trẻ là con lại có thêm tiền lẻ. Đầu năm chúng Tết được mê ba má dẫn đầu cho một buổi. Ba má dặn con là khi đi học phải học cho giỏi. Có làm chuyện xấu thì phải tự động sửa đổi. Nếu biết thì nói, không biết thì khỏi ăn cơm Việt Nam rồi phải ăn. Biết lỗi rồi chứ con sống quan trọng vì mình làm. Dù sống dù chết thì con vẫn là người Việt Nam. Việt Nam. Ba. Hay quá con ơi. Hả? Ba lì xì cho con. Dạ cảm ơn ba. Ủa anh chúc gì mà ba lì xì vậy? Tao nghe thấy gì tao chết liền đó. Vậy sao ba khen như vậy? Tao thấy nó có tiết tấu, không bị trì là ba lì xì. Cảm ơn ba. Chị con cũng muốn lì xì. Út à, ba là ba thương con nhất đó. Bây giờ chúc cái gì để ba lì xì cho? Con có một món quà muốn tặng cho ba. Mua món quà gì mà ôi dồi nó to thế con. Cái gì trong này vậy con? Dạ không có gì ba. Cái quà đâu? Bây giờ nè, bây giờ đây ba phải đi vô đây đó. À. Bây giờ ha con ẩm ba vô nè. Đây ẩm ba vô. Ừ đúng rồi. Không vô là có quà hả? Quà đâu con? Dạ đâu có ba. Thế quà đâu? Bây giờ ba phải ngồi xuống. À ba ngồi xuống thì con ném quà vô hả? Dạ con sẽ đóng nắp lại. Xong cái con lấy cái cây, con đâm vô cái thùng. Con biết là ba sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Nhưng mà ba là người hướng cho con ảo thực. Cho nên là ba cần phải giúp đỡ con tiết mục này. Để sau này con có thể diễn ra thế giới với ba. Đúng ba. Nhưng mà vấn đề quan trọng là ba đang ngồi trong này mà. Thì ba ngồi trong này con mới đâm. Bây giờ ba ngồi xuống đi. Đúng. Ê, ngồi ba, vô đi ba. Vô đi. Đi chết phải từ từ chứ. Bây giờ món quà tặng cho ba xin phép bắt đầu. Cuốn nhiều này em ngoan nhé, mau mau lại đến đây. Cuốn nhiều đừng đi xa xa bên khi có ma kia. Cuốn nhiều người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi. Bước chân thế giới muôn màu. Lăng quăng trong sân chơi đùa trăm viên áo lơ luôn luôn bên tôi áo im khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon nhiều mang em bước đi, yeah. Mặc quần áo đẹp nàng ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào mọi người mới bắt đầu đi. Chào mọi người mới. Diễn chuyên nghiệp quá. Cái tiết mục này là mày diễn hoài luôn đúng không? Dạ lần đầu á anh. Vậy mày dở không? Mày chưa thử lần nào mày dám đem ba ra mày thử là sao? Không em tập kỹ rồi. Mà mày tập với ba chưa? À, em chưa tập cho ba. Trời ơi, mày hại ba rồi. Mày hại ba rồi. Ba ơi. Ba. Mấy anh ơi. Ba. Ura. Dạ. Con đâm hay lắm. Dạ con cảm ơn ba. Nhưng ba né hay hơn. Jacket cái áo thi đa ba mua ở Canada rồi. Bây giờ ba đứa đứng đó. Ba đi vào thay áo. Nó tặng quà gì áp lực thế. Ba chốt cả khu dưới luôn rồi. Trời ơi cái thằng út này. Mày lại đây. Mày tập đành chưa có đàng hoàng mà mày dám mày đem ba ra mày thử là sao? Lỡ có chuyện gì là sao nè? Thôi anh hai ơi, ông anh hai mà ông không biết càng nó, ông còn chuối nó đâm ba nữa. Mày là cái thằng mà đâm mà tao nói thiệt nghe, mày là mày chuối nó nhiệt tình nhất nè. Đó. Hai anh cãi cái gì em đi. Nhưng ít gì em có tiết mục để diễn cho ba trong cái xóm này còn hai anh hả? Năm nào anh cả hai cũng không về, chỉ có một mình em về thôi. Bữa nay mới về đủ. Thôi. Ba thằng bay làm cái gì thế hả? Mấy năm rồi ba thằng bay mới về ăn Tết. Mà tụi bay đứng ở đó cãi nhau à? Rồi bà con hàng xóm nó nhìn vào, còn gì là mặt mũi của ba nữa. Ba đứa bước lên. Hôm nay ba sẽ dạy cho ba đứa một bài học. Ba đã dạy các con bao nhiêu lần rồi. Bây giờ ba đứa cầm ba chiếc đũa này đi. Cầm đũa làm gì vậy ba? Bẻ đi. Ba,
Ba muốn dạy tụi con điều gì của ba chiếc đũa này ba? Đó, các con thấy đó, nếu chỉ có một chiếc đũa riêng lẻ, các con bẻ thế rất dễ. Nhưng các con cầm ba bó đũa này đi, bây giờ các con bẻ đi. Ba à, ba muốn dạy tụi con điều gì qua ba bó đũa này hả ba? Đó, các con. Là dạy dạy điều gì ba? Ba bói bủa kìa ba. Ý là ba là Tết nhất là đi ra chợ mua đũa tốt nha, mua ba cái đũa dởm, nó bẻ cả bó luôn, gãy luôn. Ủa nhưng mà ba ơi, là cái bẻ đũa này có liên quan tới bài học đoàn kết của anh em tụi con không ba? Dạ đúng rồi ba. Mày đừng có nhắc nữa. Ý đoàn kết ở đây là ba nói là ý ba nói là bây giờ mình bẻ đũa rồi, mình vô mình dọn cơm đi, ăn bằng máng, hiểu không? Ừ, đi vô trong dọn cơm đi mấy đứa. Đi 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 đi. Anh Tây ơi. Tôi năm tổ trưởng xin gửi lời chào toàn thể quý vị, sức khỏe là chào trân trọng nhất. Tiếp chúc lời chào đầu tiên, tôi thư ký tổ trưởng chúc lời chào thứ hai y như lời chào thứ nhất. Ê con đi, lời chào y chang là chúc tao chúc chi. Quang Chi Đức một. Ủa anh Năm. Anh Tư. Trời ơi, bữa nay làm gì mà anh qua nhà em mà không khí nó vui thế? Anh thấy không, mấy năm trước nghe đi là lân đi, năm nay đổi mới mình chơi vũ đoàn không anh? Vũ đoàn mà sao nhìn mặt mà nó vô hồn thế? Trời ơi, nó trẻ vậy á mới hợp với cái tên của nhóm. Tên gì? Vũ đoàn Lạc Hồn. Anh thông cảm, mấy đứa này mới trong trại cai nghiện đi ra. Cái gì anh Năm, mùng một Tết mình dẫn cai nghiện một nhà em? Anh lại kỳ thị nữa rồi nè, phải cho mấy đứa nhỏ nó hòa nhập cộng đồng chứ anh. Sẵn đây nè, sẵn đây là Tết đến xuân sang ha, chúc nhà cửa khang trang ha, an toàn nhà hàng, nhớ đến truyền thông khang mà xem cười xuyên diệt. Hôm nay tôi qua đây á là để tặng quà cho anh. Mấy đứa vô. Trời ơi, năm nay có quà anh Năm. Có chứ anh. Trời ơi, năm nay có. Lại nữa rồi anh Năm. Đâu có, mới luôn á. Cái này thứ hai rồi. Đâu có, anh là người đầu tiên luôn á. Không có, bây giờ anh nói em chui vô đây rồi anh lấy cây anh đâm đúng không? Ai nói vậy? Ê nè, tôi nói anh nghe, mỗi năm phát quà á, kia người được cái này, người được cái kia, phân bì dữ lắm. Năm nay trọn gói bỏ vô thùng, thọt tay vô lấy được cái nào hay cái đó. Lấy một ba lấy dạ, nha. Dạ, dạ. Một, hai, ba, lấy lên. Chúc mừng người được bó đũa. Đúng là quà lưu niệm, nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá anh Năm à. Anh thích là tôi vui rồi. Em thích lắm. Anh biết không, năm nay kinh phí hạn hẹp nên chủ yếu tập trung vào những cái gia đình neo đơn thôi. Không có. Gì? Anh Năm bậy. Bậy gì? Gia đình em làm gì có neo đơn, nhà em là đông vui lắm. Nói vậy mới nói nhỏ vậy hả? Dạ. Trời ơi, tức tách quá, làm việc này tắc tách quá thư ký. Chú, nghe nói mấy anh về chú. Ừ. Mấy anh là một cây văn nghệ con không biết nha. Bây giờ chú kêu mấy anh ra đây đăng ký tiết mục văn nghệ diễn cho sớm mình. Chú kêu là không có kêu thường nha. Chú kêu mà nó ra là phải bằng một tiết mục ảo thuật. Ảo thuật nữa hả chú? Mấy đứa đâu rồi, phụ bác đi. Là ông ảo thuật hay lắm đó. Vậy hả chú? Ừ. Đó. Ủa mấy đứa ra ngoài ra đây chơi con trốn hoài con. Ủa anh, mấy đứa nhỏ đâu? Đây nè, ba đứa con tôi đó. Năm nay là tôi có tiết mục phục vụ bà con nha. Ba đứa này nó giỏi lắm. Đó, thằng này này, nó biết ảo thuật, nó biết đâm á. Còn đây, cái thằng mặt xệ này, nó có duyên lắm. Còn cái thằng xù này nè, nó biết nhảy anh, nó biết nhảy đó. Năm nay là gia đình tôi là sẽ làm một tiết mục mà bà con hàng xóm sẽ phải vỗ tay. Vậy là sao chú? Nè, chú nói mày nghe. Ổng ngày xưa á là một nghệ sĩ ảo thuật siết nổi tiếng. Ổng thương mấy con chó như là con của ảnh vậy đó. Đó, rồi ba đứa con của ảnh bây giờ nó theo nghệ thuật. Mấy năm rồi Tết không có về. Ổng nhớ con vậy đó. Thôi. Anh Tư. Tôi qua còn đi phát quà vòng vòng xóm nữa. Thôi, tranh thủ xong á, rảnh rỗi tôi qua nói chuyện với anh nha. Nhớ tội nghiệp, thương nhớ con riết lẫn luôn. Đi mấy đứa.
Chú nói ba lẫn, nhưng mà ba không có lẫn đúng không mấy con? Ba biết á, mấy anh của tụi con á là làm trong đoàn văn công mà. Là Tết là phải đi theo đoàn văn công, phục vụ lời ca tiếng hát, mang niềm vui thế cho bà con đúng không? Còn ba ấy, thì ba chỉ buồn một chút thôi. Ba vui. Ba vui lắm. Bởi vì chỉ cần có ba đứa con thôi là ba vui lắm rồi mấy đứa à. Tết năm nay đó, gia đình mình vẫn phải có một tiết mục để phục vụ cho bà con xóm mình nhá. Nào, bây giờ cùng tập với ba nhá. Xuân ơi, xuân xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi buồn nào vui như ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Tiếng chúng ta thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Những năm mai vang chào mừng xuân xa. Buổi sáng thức giấc vẫn chỉ thấy riêng mình ta. Cất bước xuống phố bỗng thấy có đông người qua. Là ta nhào vô, ta quỳ lớn, ta xin tiền. Cầu xin bà con thương tình giúp, giúp cho tôi đây tật nguyền. Giúp cho tôi đây tật nguyền. Nè, nghe cho kỹ. Nay đến khu vực mới, làm ăn cho kỹ. Thằng nào giả què, giấu vô đừng có lòi ra. Thằng nào có vòng vàng, đồ đạc giá trị, giấu vô đừng có lòi ra. Đặc biệt thằng nào bóng giấu luôn, không có lời ra, nghe chưa? Có người tới giải tang, giải tang, giải tang, giải tang. Ghê. Ô mắc cười quá. Ta làm gì cho nó sơm. Gọn hàng ra đi. Tôi mở hàng cho ông Tô. Thật lẹ cha. Tôi nói anh á, tôi không phải khi dễ. Mà tại vì buôn bán phải có kiêng có cự, anh hiểu không? Đó, đợt trước á có mấy người giống anh này nè, mở hàng tôi. Không biết mở hàng sao, cái nồi nước lèo bán 4 ngày chưa hết luôn. Bởi vậy em thông cảm. Có người mở hàng á, tôi bán cho anh nha. Cảm ơn. Có em nè. Cái gì vậy bộ quần cha nội? Dài đồng chẳng đáng là bao nhiêu người góp lại lớn lao vô cùng. Cảm ơn anh quá nhiệt tình, muốn dùm vé số bo anh 2000. Tôi đây không lấy 2000, bán hết vé số đưa tiền cho tôi. Anh góp hả cha nội? Đúng là tôi bắt nợ ông dễ sáng sớm gặp anh mạng xin là thấy buôn bán không được. Hai Chinh. Hai Chinh. Trời hôm nay hai đi đâu qua đây sớm quá vậy? Tao ngoan, tao biết không mà. Nè, chuẩn bị sẵn cho hai rồi nè, hủ tiếu khô nhiều thịt. Cảm ơn nha, đi à. Ê Quang. Hả? Quỳnh Chanh. Ghét hả? Quang. Gì nữa? Quỳnh ớt. Thấy ghét à, đi à. Ê Quang. Quên gì nữa? Quỳnh trả tiền. Hai chục. Lấy tiền tôi luôn hả? Giỡn ơi, giỡn ơi, không lấy tiền. Không lấy tiền thiệt. Ờ, à, ý à. Ê. Ghệ bén à. Ghệ tôi nha, ghệ tôi nha. Cắm ông dòm ngó nha. You can see me. Ai mà thèm. Cái màu tôi thấy ông phái bả là đúng không? Đi, đừng nói nữa. Ông phái.
hiểu luôn lý do mấy năm nay ba không chịu ông luôn á. Thôi đi, đừng nói nữa. Trời ơi, gọc cứng bất tử không. Mà tôi nói ông nghe, đã thương người ta là phải tỏ tình. Đó là bây giờ biết sao không? Ông cứ tỏ tình ra đó, ông cứ nói ra là bác đồng ý liền. Hiền không? Mà bữa nay có tôi ở đây, tôi nói ông nghe tôi rành ba vụ này lắm. Ông cứ tỏ tình đi. À, tôi vớt vô. Được. Một phát ăn ngang. Được. Đó. Bà tỏ tới. Bà tới. Chuẩn bị nha. Ê cha mày, sao giọng ông nặng quá vậy? Dì cha bà nội. Tự nhiên tôi bước ra ngoài ông kia chặn đầu, nói mua hết sắp vé số. Con nó diễn tâm lý ngược ta. Sắp hết vé số tự nhiên về chửi tôi mà hầm hầm lần sau. Ai biết tôi sợ ông lừa đảo tôi bán ông có ông tờ à. Trời con. Rồi còn nguyên cọc ôm giò luôn. Không có, tôi để cho anh Chính. Hiểu luôn. Ủa, đâu có đây rồi, anh Chính đâu? Anh đây nè. Khỏe không? Chà, sao cái giọng lớn thấy ghê vậy? Nãy thơm đầu dậy đập đầu cắn cái lưỡi. Tôi có món quà muốn tặng cho hai nè. Hai nhắm mắt lại đi. Hai ơi. Thơm không hai? Thơm lắm. Rau thơm mà. Nhận cho tôi vui. Hai à, hai có biết không, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy hai. Tôi thấy hai ngồi trong nồi nước lèo của tôi. Chết. Hai đẹp lắm. Lúc đó tôi mới nắm tay hai. Tôi thấy tôi với hai cùng đi đến một nơi. Nơi đó gọi là đây hành lý anh mang. Tôi cầm gương sắt ngựa nhìn ngắm trời cao chắp chung lòng lo lắng không yên. Đường thì kinh thật xa không an hiểm nguy cơn mưa. Ngày tháng cùng năm trôi dần ngọt bụi đắng cay đều qua. Biết đi phương nào về đâu. Hai à? Hai đây. Phim Tây Du Ký hay không hai? Trời, hay lắm. Sao biết tôi thích phim Tây Du Ký vậy? Bởi vì tôi luôn âm thầm bên em. Trời ơi. Hai biết không, hôm nay tôi muốn nói với hai là... Nói liền đi. Ta xa rồi em nhé. Em cứ về. Trời ơi. Làm gì? Đâu. Trời ơi, ông nội. Ông làm tôi liễu, ông nội. Chết cha tôi lộn bài. Chết rồi. Tôi biết rồi. Nãy giờ gài tôi ra đây thì đã muốn đuổi tôi đi đúng không? Tôi được rồi. Tôi giận Chính luôn. Tôi cũng giận ông luôn. Cha nội, chạy đi rồi xe hủ tiếu ai mang cha. Quên. Ông chủ. Hả, có ông chủ đây. Ở đây có cái gì ăn vậy? Trời ơi, đây có nhiều quán ăn lắm. Nè, menu có nè. Hủ tiếu khô. Hủ tiếu nước. Mì khô. Mì nước. Hủ tiếu. Hủ tiếu. Hủ tiếu là hủ tiếu gì? Hủ tiếu là hủ tiếu không đó. Quán này dễ thương quá. Vậy cho tôi hai tô hủ tiếu.
Có liền. Nè ông anh, có người mở hàng rồi, muốn ăn không tôi làm cho. Gì vậy? Trời ơi, cha nội bị cái gì vậy cha? Chết cha tôi rồi, trong mà hai nhập, trong mà hai nhập. Cô cậu ơi, vài đồng chẳng đáng là bao nhiêu người góp lại lớn lao vô cùng. Chú khác đi chú ơi. Thôi cô cậu ăn hủ tiếu, tôi xin góp vui bày nhạc ăn cho nó ngon miệng. Tôi muốn mọi người giống như tôi. Tôi muốn sống cuộc đời ăn mày. Ê, ê, ê. Ông hát tào lao cái gì vậy? Ý ông muốn là ai cũng đi ăn mày giống như ta. Bình tĩnh rồi. Hủ tiếu nóng quá, hủ tiếu nóng quá, hủ tiếu nóng quá. Trời mừng giùm, mừng giùm, mừng giùm. Nóng quá. Anh bất nóng, anh bất nóng. Ông hát vậy anh ta quýnh ông chết. Lộn bài ông ơi, lộn. Lộn cái gì? Khổ ghê à. Thôi có người mở hàng rồi, tôi làm ông tô hủ tiếu đặc biệt nha. Nóng quá. Trời, hủ tiếu dính tùm lum tà la lại phủi chứ. Đau. Cái gì đau? Đau lắm, mà thương lắm, mà yêu đau lắm. Tính tiền đi. Để chút. Rồi, tính tiền. Rồi. Dạ, của cậu 2 tô 40. Vậy, đợt trước hơn có 20 mà cha nội, làm gì đợt này 40 là sao? Cậu thông cảm, đợt trước nó lâu rồi. Đợt này á, vật phẩm lên giá, tôi phải lên giá để bán kiếm chút lời. À, vật phẩm lên giá, dạ. Nên cái gì cũng lên giá. Dạ. Vậy thì tiền bảo kê tháng này cũng lên giá luôn ha. Ủa, cậu nói vậy là sao hả cậu? Mà giá này hả? Tiền bảo kê tháng này đâu? Cậu tôi bình tĩnh từ từ, ngày mai tôi đóng. Bình tĩnh cái gì? Hôm nay tôi... Bình tĩnh cái gì? Trời ơi, đừng có phá quán tôi mà. Mày! Trời ơi, sao đông quá vậy? Sao? Cậu bình tĩnh. Nói mày đừng có qua mặt đâu nha. Sao hay gì ta? Xuống. Tôi mượn. Rồi. Mượn cái nha. Rồi đẩy tôi đi. Đừng phá tiêu 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 t
an tới, công an tới. Ủa mày có chuyện sao đó? Công an tới kìa, công an tới, công an tới. Anh Chính, anh Chính ơi, anh Chính. Có sao không anh Chính? Đâu, đâu. Nó đánh quá trời. Có sao không anh? Không sao, không sao. Tôi xin lỗi anh. Chị kiếm việc làm khó quá, tôi mới làm vậy thôi. Nói chung mỗi người mỗi hoàn cảnh mà. Thôi, chuyện nó nói sao đi, tôi đưa anh ra bệnh viện nè. Khoan. Anh thấy rồi đó. Sao anh lành lặn á? Anh không đâu kiếm một công việc gì đó anh làm, làm cho chân chính đàng hoàng. Tự nhiên đi giả què làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ từ chối đâu. Được không á cha? Bần hủ tiếu khó lắm á nghe. Có đâu không được. Anh vậy anh làm được, lại tôi vậy tôi làm không được. Nha. Ừ, dọn đồ về, mai đi bán. Ê, ê. Ta theo nhau đi về, mình cũng lo buôn bán. Ta theo nhau đi về,
cùng nhau xây cuộc đời. Từ nay cố gắng làm ăn, đánh xa cái tật lười biếng. Tự nhiên đang khỏe như trâu, cớ sao lại đi giả què. Ôi ông ơi tôi biết rồi, ông ơi tôi xin thề, từ nay không lê lên. Ông ơi tôi xin thề, ngày mai tôi đi làm, ngày ngày đi bán phụ ông, tới khuya đẩy xe về ngủ. Đồng tiền chân chính làm ra, chúng ta cảm thấy tự hào. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trò chuyện cùng người, xem chút xíu nữa là